Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 83. Đan dược này được luyện chế từ máu rồng, dược lực cực kỳ bá đạo. Một khi dùng nó, sẽ có thể thiêu đốt tất cả tuổi thọ và tiềm năng. Để tăng thực lực lên hơn gấp 10 lần. Lúc còn ở Huyền Thiên Tông, trong lúc vô tình Long Khuynh Vũ đã tiết lộ ra. Trong tay cô ta có một viên bạo huyết đan luyện chế từ máu rồng, có uy lực lớn hơn bạo huyết đan bình thường. Lạc Khuynh Thành chỉ mỉm cười không nói. Đột nhiên, Long Khuynh Vũ giật mình một cái, giống như, nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ, cô. Cô ta mở to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Lạc Khuynh Thành. Cô muốn thay cậu Diệp đi lên đoạn hồn đài. Không được. Nếu như cô dùng bạo huyết đan, lại đi lên đoạn hồn đài, cho dù có cứu được cô hạ, chắc chắn cô cũng sẽ phải chết. Lạc Khuynh Thành cười, chết có gì phải sợ. Nếu tôi không đi, tiểu sư đệ nhất định sẽ tự trách cả một đời. Nếu như tôi dùng bạo huyết đan, có lẽ sẽ có 2-3 phần thắng. Long Khuynh Vũ quả quyết cự tuyệt, không được, tôi không đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Lạc Khuynh Thành thở dài bất đắc dĩ, được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Tôi sẽ nghĩ những biện pháp khác, hy vọng cô Long sẽ giữ bí mật chuyện này cho tôi. Nếu như trong vòng 3 ngày tiểu sư đệ tôi tỉnh lại, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện đoạn hồn đài. Cô ấy xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lạc Khuynh Thành, ánh mắt Long Khuynh Vũ có chút phức tạp. Chờ một chút. Cuối cùng Long Khuynh Vũ mở miệng, đuổi theo cô ấy, móc ra một cái hộp ngọc, bạo huyết đan ở bên trong. Cô hãy nghĩ cho kỹ, một khi dùng viên đan này, cô sẽ không có cách nào thay đổi được. Sau khi dược hiệu kết thúc, tất cả lực lượng sinh mệnh của cô đều sẽ bị đốt cháy. Cô sẽ hóa thành một bộ xương khô, ngay cả một miếng thịt cũng không còn sót lại. Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, tôi biết rồi, cảm ơn cô Long. Thành Thiên Dung, sau khi tin tức Diệp Trấn Đường ước chiến Diệp Bắc Minh tại đoạn hồn đài truyền ra, vô số người tu võ tràn vào thành. Thiên Dung, Diệp Bắc Minh là ai? Thế mà lại đáng để Diệp Trấn Đường tự mình khiêu chiến cậu ta trên đoạn hồn đài. Ngay cả sát thần Diệp Bắc Minh mà anh cũng không biết ư. Kẻ này có thực lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả hạng một huyền bảng phó Long Đình cũng chết trong tay cậu a. Cái gì, lại có chuyện như thế ư? Ha ha, anh tiếp nhận thông tin chậm quái trên đường cái, khắp nơi đều có người tu võ nghị luận. Trên con đường rộng trăm trượng, hướng về phía quảng trường trung tâm thành Thiên Dung. Đoạn hồn đài cao tới trăm trượng, toàn thân đen nhánh. Nhìn từ xa giống như một ngôi mộ đứng lẻ loi ở chính giữa quảng trường, màu đen phía trên không biết bao nhiêu là máu tươi khô cạn hình thành lên. Giờ phút này, Diệp Trấn Đường đứng trên đoạn hồn đài, nhắm mắt lại. Lột luồng sát khí màu đen vẩn quanh người ông ta, trạng thái cả người ông ta đã đạt đến đỉnh phong. 3 ngày trước, ông ta đã leo lên đoạn hồn đài lẳng lặng chờ đợi rồi. Phía dưới đoạn hồn đài đã sớm đông nghìn nghịt người. Thậm chí còn có người mở bàn cá cược, đặt cược ai chết trên đoạn hồn đài. Bên cạnh đoạn hồn đài có đặt một cái bàn nhỏ tạm thời. Hai người phụ nữ xinh đẹp bị treo lên. Một người trong đó đã mất đi một cánh tay, miệng vết thương đầm đìa máu meo. Chính là Thẩm Nại Tuyết và Diệp Hiểu Yên giả mạo Hạ Nhược Tuyết. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giữa trưa, tên nhóc kia dám đến sao? Phó Toàn Thịnh nói thầm. Hành vi của Diệp Trấn Đường đúng là điên cuồng. Cho dù Phó Toàn Thịnh hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Bắc Minh, nhưng cũng không dám nói sẽ đánh với Diệp Bắc Minh một trận trên đoạn hồn đài. Nhỡ may thua thật, thần hồn sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Ngay cả cơ hội đầu thai kiếp sau cũng bị mất. Một người đàn ông mặt chữ quốc bên cạnh cười lạnh, nếu Diệp Bắc Minh đến, Diệp Trấn Đường vừa vặn có thể giúp chúng ta báo thù cho Đình Nhi. Nếu không đến, cũng không có tổn thất gì với chúng ta cả, chúng ta cứ đứng xem kịch là được. Phó Toàn Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sợ tên nhóc này. Thật sự làm rùa đen rụt cổ, trốn ở học viện viễn cổ cả đời thôi. Keng! Một tiếng chuông vang lên. Buổi trưa đã đến. Diệp Bắc Minh vẫn không xuất hiện. Diệp Trấn Đường mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua mặt trời, quả nhiên tên nhóc kia không dám tới, chém. Hai tên đao phủ nhảy lên trên cái bàn nhỏ, cầm đồ đao. Trong tay đi về phía Diệp Hiểu Yên và Thẩm Nại Tuyết. Thẩm Nại Tuyết cười khổ một tiếng, lão tổ, chúng ta sẽ chết sao? Trong đầu cô ta vang lên giọng nói giận dữ của băng phách, Diệp Bắc Minh, cậu lừa tôi.
Bản tọa vất vả lắm mới có cơ hội sống lại, tại sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy? Thần hồn của tôi cộng sinh với cô, nếu như cô chết chắc, chẳng tôi cũng phải chết. Thẩm Nại Tuyết vô cùng áy náy, lão tổ, xin lỗi. Băng Phách giận đến mức suýt nữa hộc máu, bây giờ nói những lời này có tác dụng gì? Giao cơ thể này cho tôi khống chế trước đi. Đao phủ tới, bản tọa phải dùng lực lượng cuối cùng để đọ sức một lần. Đôi mắt đẹp của cô ta ngưng tụ lại, nhìn đao phủ đang đi tới. Trong nháy mắt chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền khắp toàn bộ bốn phía đoạn hồn đài, chờ một chút. Mọi người lập tức yên tĩnh, sau đó nhìn về phía giọng nói phát ra. Diệp Mục bên dưới đài đứng bật dậy, Diệp Bắc Minh, bố, mẹ, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của mẹ Diệp Mục đầy tơ máu, giống như ác quỷ nhìn chằm chằm anh, Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Cậu đúng là độc ác, thế mà lại ngược đãi con gái ngoan Diệp Giao của tôi đến chết trước mặt mọi người. Chấn đường, tiểu xúc sinh này đã tới, ông nhất định phải chém nó thành muôn mảnh. Phó Toàn Thịnh vô cùng kinh ngạc, thế mà tên nhóc này không sợ chết, tới thật sao? Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Nhìn rất trẻ trung. Chính là cậu ta đã giết hạng một huyền bảng Phó Long Đình. Đám người thấp giọng nghị luận. Ánh mắt Băng Phách tạm thời khống chế thân thể Thẩm Nại Tuyết ngưng tụ, cau mày lại, tên nhóc này không thích hợp, hình như có chút kỳ quái. Sốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cô ta đảo mắt qua người Diệp Bắc Minh. Cho dù là dung mạo, chiều cao, giọng nói đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất chính là, trên người của người này dường như không có sát khí nặng như vậy. Làm sao cô ta biết được đây là Lạc Khuynh Thành sử dụng thuật dịch dung? Biến thành bộ dáng của Diệp Bắc Minh. Còn không đợi Băng Phách suy nghĩ nhiều, Diệp Chấn Đường bên trên đoạn hồn đài đã nhìn xuống phía dưới. Diệp Bắc Minh, cậu thật sự dám đến. Còn chưa lên đây nhận lấy cái chết ai. Lạc Khuynh Thành chỉ vào Diệp Hiểu Yên và Thẩm Nại Tuyết trên cái bàn nhỏ, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ quyết. Chiến sống chết với ông. Nhiều người đang nhìn như vậy, đừng để mọi người nói nhà họ Diệp ông dùng người ta để uy hiếp. Diệp Chấn Đường vốn không có bất kỳ cái gì hứng thú với hai người kia cải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sống chết của bọn họ chỉ là chuyện vặt. Chỉ cần Diệp Bắc Minh lên trên đoạn hồn đài, muốn ông ta làm gì cũng được. Ông ta vung tay lên, thả người. Hai đao phủ chặt đứt xiềng xích, thả hai người ra. Lạc Khuynh Thành hướng về phía hai người quát, hai người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi đi. Diệp Chấn Đường trên đoạn hồn đài quát lên một tiếng, Diệp Bắc Minh, cút lên đoạn hồn đài nhận lấy cái chết đi. Một tiếng nặng nề vang lên, Lạc Khuynh Thành đã đứng vững vàng trên đoạn hồn đài, mọi người đều thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía đoạn hồn đài. Yên tĩnh giống như chết. Ánh mắt Diệp Chấn Đường ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành. Thế mà tên nhóc này lại nhảy lên đoạn hồn đài gọn gàng linh hoạt như thế. Khiến trong lòng ông ta cảm thấy nghiêm trọng, đoạn hồn đài cần nhỏ máu tươi vào mới có thể mở dai. Vừa dứt lời, Diệp Chấn Đường lấy ra một con dao găm. Ông ta rạch đứt lòng bàn tay, vẩy máu tươi lên trên đoạn hồn đài. Vết thương lập tức khép lại. Lạc Khuynh Thành thấy thế cũng rạch đứt lòng bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ lên trên đoạn hồn đài. Một giây sau, toàn bộ đoạn hồn đài chấn động kịch liệt. Một luồng ánh sáng đỏ như máu phóng lên tận trời. Bốn phía đoạn hồn đài dâng lên cấm chế huyết sắc, phong tỏa toàn bộ đoạn hồn đài. Mất hồn, trong trận chiến này nhất định sẽ có người mất hồn. Trừ khi một người trong đó hoàn toàn chết đi, nếu không trận pháp của đoạn hồn đài tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Diệp Chấn Đường bỗng nhiên quát lên một tiếng, dẫm chân xuống một cái. Cả người ông ta lao về phía Lạc Khuynh Thành giống như sao băng, trong nháy mắt đứng trước người cô ấy liền tung một quyền về phía mặt của cô. Lạc Khuynh Thành đưa tay ra đón, phát ra một tiếng vang trầm. Cả người cô ấy bị chấn động lùi lại 8 bước, sắc mặt lập tức trắng bệch. Rắc, đoạn hồn đài phát ra một tiếng chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Diệp sát thần đã từng giết được cảnh giới đế tôn sao? Làm sao đối mặt với Diệp Chấn Đường lại không chịu được một kích như thế? Đám người vô cùng khó hiểu. Hừ, vợ của Diệp Chấn Đường cười lạnh, đây là đoạn hồn đài, bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều bị lực lượng của đoạn hồn đài phong ấn.
Tiểu phế vật kia chỉ có thể dùng bản lĩnh thật sự đánh một trận với Trấn Đường nhà tôi, mấy người cảm thấy cậu ta có thể là đối thủ của cảnh giới đế tôn sao? Diệp Mục ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đoạn hồn đài, bố, chậm rãi chơi, không nên gấp gáp. Chị bị anh ta ngược đãi đến chết, bố cứ thoải mái ngược đãi anh ta đi. Phó Toàn Thịnh nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra sát thần sắp kết thúc rồi. Trong đám người, Thẩm Nại Tuyết vẫn chưa rời đi, lão tổ, cậu Diệp thất bại rồi sao? Trong đầu cô ta vang lên giọng nói của Băng Phách, không thích hợp, cho dù tên nhóc này không cần lực lượng của vật kia cũng tuyệt đối không phải có thực lực này. Làm sao ngay cả một quyền của Diệp Trấn Đường cũng không tiếp nổi? Chẳng lẽ là Diệp Trấn Đường quá mạnh ư? Diệp Trấn Đường vốn dĩ còn có ba phần khẩn trương. Giờ phút này, nhìn thấy người trước mắt không chịu được một kích, ông ta liền cong khóe miệng, nhe răng cười, tiểu súc sinh, cậu không nên trêu chọc người nhà họ Diệp. Lại càng không nên trêu chọc Diệp Trấn Đường tôi. Ngày đó cậu ngược đãi con gái tôi đến chết trước mặt mọi người, hôm nay tôi cũng sẽ ngược đãi cậu đến chết. Vèo! Ông ta sải bước ra, không hề kiêng dè đánh về phía Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể phun trào. Diệp Trấn Đường công kích đến, nện mạnh lên cánh tay Lạc Khuynh Thành trên. Răng rắc một tiếng vang trầm. Xương cốt theo tiếng nổ tung, một cánh tay mềm nhũ rũ xuống. Ha 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 ha! Diệp Trấn Đường điên cuồng cười, chỉ như vậy ư? Còn sát thần, tôi thấy cậu giết gà cũng tốn sức. Trên đoạn hồn đài chúng sinh bình đẳng, tiểu súc sinh, tất cả những thứ cậu dựa vào đều không có hiệu quả ở chỗ này. Hưởng thụ tra tấn đi. Ông ta không chút kiêng kỵ lấn người tiến lên. Lạc Khuynh Thành khế quát một tiếng, muốn giết tôi, không đơn giản như vậy đâu. Quanh thân cô ấy cuốn lên một luồng khí mạnh. Trong nháy mắt Diệp Trấn Đường xông lên, Lạc Khuynh Thành nhảy lên một cái. Diệp Trấn Đường vồ hụt, bị Lạc Khuynh Thành dẫm lên đỉnh đầu. Đệch! Động tác này đã hoàn toàn chọc giận Diệp Trấn Đường, ông ta giận dữ xoay người túm lấy mắt cá chân Lạc Khuynh Thành. Sau đó quăng mạnh ra. Âm một tiếng vang thật lớn, Lạc Khuynh Thành đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lăn lộn ra ngoài. Muốn chết! Diệp Trấn Đường nổi giận gầm lên một tiếng rồi xông lên, đạp xuống một cái. Răng rác, một tiếng vang giòn, cái chân vừa rồi dẫm lên đầu ông ta vỡ vụn ầm ầm. Cậu Diệp! Thẩm Nại Tuyết che miệng. Băng Phách càng nhíu mày sâu hơn, chẳng lẽ tên nhóc này không phải người được trời chọn? Cậu ta phải bỏ mạng ở đây ư? Hay lắm! Bên dưới đoạn hồn đài, vợ Diệp Trấn Đường vỗ tay khen hay, Trấn Đường, tiếp tục đánh gãy một cái chân khác của. Cậu ta đi! Diệp Mục cũng kêu to, bố! Chỉ con cũng bị tên phế vật này ngược đãi đến chết như vậy. Tiếp tục, đánh gãy tay chân của anh ta. Vẻ mặt Diệp Trấn Đường vô cùng điên cuồng, tiểu súc sinh, cậu chỉ có thực lực này thôi sao? Gãy cho ông đây. Ông ta lại tiếp tục đạp một cú nữa xuống. Lạc Khuynh Thành đau đến mức thân thể căng cứng, cắn chặt răng không nói ra lời. Đệch, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Ông đây không tin cậu không kêu, vẻ mặt Diệp Trấn Đường dữ tợn. Tiến lên nắm lấy cánh tay của Lạc Khuynh Thành. Một cánh tay bị xé rách tại chỗ. Nghe nói con gái của tôi cũng bị cậu ngược đãi đến chết như vậy. Hôm nay, con gái tôi bị tra tấn như thế nào, cậu phải trải qua hết tất cả một lần. Vào lúc Diệp Bắc Minh mở mắt ra, bên tai lập tức vang lên một giọng nói kích động, cậu Diệp, anh đã tỉnh. Quá tốt rồi, cậu Diệp đã tỉnh. Hầu tử! Diệp Bắc Minh sững sờ. Chỉ thấy hầu tử xông ra khỏi đại điện, một lát sau rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện ở trước mắt. Bách Hoa Thần Đế Hoa Linh Lung, Long Khuynh Vũ, hầu tử. Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình đều tới. Nhóc Diệp, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi. Vương Thần Cương đi tới, thở dài một hơi, cậu có biết cậu đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi không? Mấy lão già chúng tôi đều không biết cậu bị làm sao. Nhóc Diệp. Rốt cuộc cậu sao rồi? Nhìn vẻ mặt quan tâm của đám người Vương Thần Cương, trong lòng Diệp Bắc Minh vô cùng ấm áp. Đây là điều không thể làm giả được. Anh mỉm cười, tôi có lĩnh ngộ mới trên võ đạo, cho nên liền nhập định. Để mọi người lo lắng rồi. Đám người nghe được lời giải thích này, tất cả đều thở dài một hơi. Hầu tử, tại sao anh lại ở chỗ này? Diệp Bắc Minh nhìn về phía hầu tử.
Hầu tử giải thích, kiếm tiền bối và Trương tiền bối đến Huyền Thiên Tông thông báo cho chúng tôi nhà họ Phó có thể sẽ trả thù Huyền Thiên Tông. Cho nên sư phụ trực tiếp giải tán Huyền Thiên Tông, chúng tôi liền cùng nhau đến học viện Viễn Cổi. Hầu tử đã bái Hoa Linh Lung làm sư phụ. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt lại, nhà họ Phó. Anh nhìn qua đám người, đại sư tỷ của tôi đâu? Đại sư tỷ cô ấy, hầu tử có chút do dự. Mấy người còn lại cũng ngậm miệng không nói gì, Diệp Bắc Minh đảo mắt qua. Mấy người thậm chí có chút tránh né. Diệp Bắc Minh nhíu mày, mấy người còn giấu tôi chuyện gì nữa? Đại sư tỷ tôi đâu? Hầu tử cười, cậu Diệp, đại sư tỷ thấy anh hôn mê bất tỉnh cho nên đã đi tìm biện pháp để anh tỉnh lại rồi. Thật sao? Diệp Bắc Minh nhìn hầu tử. Những người khác cũng không chịu nói. Diệp Bắc Minh trực tiếp nổi giận, mấy người bắt tay nhau lừa tôi đúng không? Hầu tử, anh có phải là huynh đệ của tôi không vậy? Rốt cuộc là anh có ý gì? Hầu tử cắn răng, kiên trì mở miệng, cậu Diệp, không phải tôi không coi nghĩa khí ra gì. Mà là tôi đã đồng ý với đại sư tỷ, cho nên, xin lỗi anh, đệch. Diệp Bắc Minh nổi giận, trong lòng có một dự cảm không tốt. Nhược Giai, đại sư tỷ đi đâu rồi? Đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ lên, lắc đầu với anh. Cô Long, đại sư tỷ của tôi đâu? Long Khuynh Vũ cằn đôi môi đỏ, cậu Diệp, anh đừng ép tôi. Mời anh chờ một chút, qua hôm nay là được rồi. Có ý gì, cái gì gọi là qua hôm nay là được? Diệp Bắc Minh nhìn đám người, đột nhiên hiểu ra, nhà họ Phó hay là nhà họ Diệp? Rốt cuộc mấy người đang giấu tôi chuyện gì? Hầu tử, Nhược Giai, mọi người làm tôi quá thất vọng. Chín sư tỷ của tôi đã xảy ra chuyện, bây giờ chỉ còn lại mỗi đại sư tỷ. Nếu như không có đại sư tỷ, có lẽ tôi đã chết ở Côn Luân Hư rồi. Nếu như không có đại sư tỷ, cũng sẽ không có Diệp Bắc Minh tôi hôm nay. Rốt cuộc mấy người có biết tầm quan trọng của đại sư tỷ với tôi không? Một câu cuối cùng, Diệp Bắc Minh gần như là hét ra. Hầu tử sửng sốt. Chu Nhược Giai bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Long Khuynh Vũ cũng ngây người, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại phản ứng lớn như thế. Còn không nói đúng không? Hầu tử tỏ ra tự trách, cậu Diệp, xin lỗi. Đại sư tỷ cô ấy thay anh đi nghênh chiến trên đoạn hồn đài rồi. Đoạn hồn đài, con người Diệp Bắc Minh co rụt lại, ba chữ đoạn hồn đài này, nhìn thấy mà giật mình. Đáy lòng Diệp Bắc Minh rét lạnh, hầu tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hầu tử chỉ có thể nói chuyện Diệp Trấn Đường ước chiến trên đoạn hồn đài ra. Đại sư tỷ cũng không có cách nào, anh không tỉnh lại. Diệp Trấn Đường dùng cô hạ để uy hiếp. Hầu tử đỏ mắt, anh Diệp, cho dù anh có tự mình ứng chiến. Nhưng đó là đoạn hồn đài. Nghe ý của các vị tiền bối học viện viễn cổ, trên đoạn hồn đài không thể dùng được thủ đoạn gì cả. Một mình anh đi lên, làm sao có thể đánh với cảnh giới đế tôn được. Diệp Bắc Minh cả giận nói, cho nên mấy người liền để đại sư tỷ thay tôi đi chịu chết. Cả người Diệp Bắc Minh run rẩy, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã qua 12:30, đã qua buổi trưa. Tiền bối, từ nơi này đến đoạn hồn đài mất bao lâu? Diệp Bắc Minh nhìn về phía Vương Thần Cương. Chỉ thấy đôi mắt anh đỏ lên, tràn ngập tơ máu. Một ngọn lửa giận đang thiêu đốt. Vương Thần Cương nhíu mày, nhóc Diệp, đã quá thời gian rồi. Chỉ sợ chuyện ở đoạn hồn đài đã thành kết cục đã định, hơn nữa nơi đây cách đoạn hồn đài ít nhất là một ngày đi đường. Bây giờ cậu có đến đó cũng đã chậm. Trái tim Diệp Bắc Minh hoàn toàn lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, tiền bối, thật sự không có biện pháp nào sao? Vương Thần Cương thấy bộ dáng này của anh thì nghiêm trọng gật đầu, nhóc Diệp, lão phu không muốn lừa cậu. Trong các thế lực như học viện viễn cổ, nhà họ Phó, nhà họ Diệp đều có một trận truyền tống có thể chạy thẳng đến thành Thiên Dung. Nếu như cậu quyết tâm muốn đi, lão phu có thể giúp cậu một lần. Tần bối, đi. Diệp Bắc Minh không chút do dự, kéo Vương Thần Cương xông ra khỏi đại điện. Bên trên đoạn hồn đài. Ầm, Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Trong nháy mắt rơi xuống đất, một bộ mặt nạ da người rơi ra khỏi mặt cô ấy. Lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt. Đây là, phụ nữ, lại là phụ nữ, không phải Diệp Bắc Minh hầu người xem dưới đoạn hồn đài đều ngây ra. Ai nấy đều trợn to hai mắt. Không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Trấn Đường, đây là chuyện gì vậy?
vợ của Diệp Trấn Đường hô to, lại quay đầu nhìn về phía con trai, Mục Nhi, Diệp Bắc Minh là phụ nữ sao? Diệp Mục cũng ngây ngẩn cả người, mẹ, con dám khẳng định Diệp Bắc Minh nhất định là đàn ông. Vậy người phụ nữ này là ai? Con không biết. Diệp Mục cảm giác đầu óc vang lên ầm ầm. Thân thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết run lên, là đại sư tỷ của anh Diệp. Quả nhiên, Băng Phách lập tức hiểu ra, bảo sao tôi thấy tên nhóc Diệp Bắc Minh kia lại có thể không chịu được một kích như thế. Nếu như là đại sư tỷ của cậu ta, vậy thì không kỳ quái nữa rồi. Nhưng tại sao cô ta lại tới đây? Tên nhóc Diệp Bắc Minh kia đâu? Một giây sau, bốn phía đoạn hồn đài vang lên một trận nghị luận kịch liệt. Tốn công nửa ngày, lại là một người phụ nữ. Ha ha ha, lần này Diệp Trấn Đường quá mất mặt rồi, còn tưởng rằng ông ta đang hành hạ sát thần chứ. Hóa ra chỉ là một người phụ nữ, tiến hành một trận chiến sinh tử trên đoạn hồn đài với một người phụ nữ, về sau làm sao Diệp Trấn Đường còn mặt mũi để gặp người khác chứ. Nghe được tiếng nghị luận bốn phía, khuôn mặt Diệp Trấn Đường đỏ bừng lên, giận dữ mắng một tiếng, địch. Tiện nhân, ai bảo cô giả mạo Diệp Bắc Minh đi lên. Lạc Khuynh Thành khế cười một tiếng, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Cô ấy không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Trấn Đường. Đáng chết! Diệp Trấn Đường hoàn toàn nổi giận, cô muốn chịu chết thay cậu ta. Không đơn giản như vậy đâu. Ông đây mặc kệ cô và tên Diệp Bắc Minh kia có quan hệ như thế nào, nếu cô đã dám giả mạo cậu ta để trêu đùa tôi. Vậy cô sẽ phải trả giá càng thêm thê thảm đau đớn, hôm nay ở trên đoạn hồn đài, ông đây cam đoan sẽ khiến cô biết được cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Dưới sự giận dữ, Diệp Trấn Đường xông lên giống như là dã thú. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh đao nhọn, đâm về phía mặt Lạc Khuynh Thành. Đối với phụ nữ mà nói, trong sạch và dung mạo không thể thiếu một thứ nào cả. Đương nhiên Diệp Trấn Đường sẽ không làm nhục sự trong sạch của Lạc Khuynh Thành trước mặt nhiều người như vậy, cho nên chỉ có thể ra tay từ dung mạo của cô ấy. Một đao xuống, trên khuôn mặt vốn đang hoàn mỹ xuất hiện một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, đáng tiếc. Đám người dưới đài võ đạo phát ra những tiếng cảm thán. Đã hủy hoại khuôn mặt rồi, vậy cứ phá hủy triệt để đi, có mấy người đàn ông điên cuồng kêu lên. Diệp Trấn Đường cầm thanh đao nhọn trong tay, cô nói xem, tôi nên móc mắt của cô. Hay là cắt mũi của cô trước? Trên mặt Lạc Khuynh Thành tràn đầy vẻ trào phúng, tùy ông, muốn chém giết muốn dóc thì tôi đều chấp nhận. Nghe giọng nói giễu cợt của Lạc Khuynh Thành, trong lòng Diệp Trấn Đường càng tuôn ra một ngọn lửa giận vô hình. Miệng lưỡi lợi hại như vậy, vậy ông đây sẽ cắt lưỡi của cô trước. Lúc Diệp Trấn Đường chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một giọng nói tức giận vang vọng toàn bộ thành Thiên Dung. Đại sư tỷ, ai đang nói vậy? Đám người trên quảng trường sững sờ. Một giây sau, gào, một bóng người nhanh chóng vào tới, giống như là mãnh hổ xuống núi vậy. Mang theo từng tiếng rồng gầm khiến tất cả mọi người kéo dài từ cửa vào trung tâm quảng trường mãi cho đến dưới chân đoạn hồn đài đều bị đánh bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh, anh ta mới thật sự là Diệp Bắc Minh. Diệp Mục suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh hét lớn. Trấn Đường, Diệp Bắc Minh thật đến rồi. Vợ của Diệp Trấn Đường hét lớn. Cậu Diệp. Thẩm Nại Tuyết vô cùng kích động. Băng Phách cười, nhìn dáng vẻ của cậu ta, tên nhóc này lại sắp giết chóc thỏa thích rồi. Diệp Trấn Đường đứng trên đoạn hồn đài phát hiện ra được biến hóa phía dưới, cúi đầu nhìn xuống đoạn hồn đài. Cuối cùng cậu cũng đã đến. Ông ta vẩy thanh đao nhọn trong tay, đâm vào lồng ngực Lạc Khuynh Thành. Trực tiếp nhấc cô ấy lên, Diệp Bắc Minh, cậu không tiếp nhận thư khiêu chiến của tôi, để một người phụ nữ đi tìm cái chết là có ý gì? Đại sư tỷ, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, cực kỳ đau lòng. Lúc này Lạc Khuynh Thành đang thoi thóp, toàn bộ tay chân đều đã biến mất. Trên mặt, từ mắt trái đến bên cằm phải là một vết thương kinh khủng, sâu thấy xương. Khí tức sinh mệnh vô cùng yếu ớt, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được. Cho dù như thế, cô ấy vẫn phát ra âm thanh yếu ớt, tiểu sư đệ, em không nên tới. Ha 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 ha. Diệp Trấn Đường ngửa mặt lên trời cười to, tiểu sư đệ. Hóa ra người phụ nữ này là sư tỷ của cậu. Diệp Bắc Minh, cậu đã bao giờ trải nghiệm tuyệt vọng chưa? Không đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Diệp Trấn Đường đã siết chặt năm ngón tay, trực tiếp bóp gáy cổ Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành chết,
trận pháp đoạn hồn đài biến mất. AI. Diệp Bắc Minh gầm thét giống như dã thú, trong lòng chỉ có một chữ, giết. Tất cả mấy người, tất cả đều đáng chết. Một giây sau, sau lưng Diệp Bắc Minh bộc phát ra 9 con ma long màu đen. Một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, ma long vốn dĩ đen xì lại hóa thành màu đỏ như máu. Khát máu, giết chóc, điên cuồng. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Minh đều thay đổi, giống như đang nhìn một vị sát thần chân chính. Giết! Diệp Bắc Minh nhảy lên trên đoạn hồn đài, ngay cả kiếm càn khôn chấn ngục cũng không thèm lấy ra. Chỉ điên cuồng đánh một quyền về hướng Diệp Chấn Đường. Diệp Chấn Đường giống như một tờ giấy, lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, rơi từ trên đoạn hồn đài cao trăm trượng xuống. Cậu! Giờ phút này, hai chân Diệp Chấn Đường đang run rẩy. Sâu trong linh hồn đều đang e ngại. Mà giờ phút này, Diệp Bắc Minh lại khế cong hai đầu gối. Bịch! Anh quỳ gối bên cạnh thi thể Lạc Khuynh Thành. Một hàng huyết lệ tuôn ra, đại sư tỷ, em cam đoan hôm nay tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều phải chết. Lấy ra một miếng vải trắng, đắp lên thi thể của đại sư tỷ. Bù! Liền sau đó, một luồng huyết khí ngút trời bùng phát như sóng thần. Diệp Bắc Minh như sát thần nắm giữ sinh tử giáng xuống. Diệp Chấn Đường, ông đáng chết. Giọng của Diệp Bắc Minh cũng biến đổi. Đôi mắt sầm xuống, nhìn lên người Diệp Chấn Đường ở dưới đài đoạn hồn. Trái tim của Diệp Chấn Đường run lên, chỉ một ánh mắt thôi đã dọa ông ta sợ đến hối hận vì tất cả mọi việc đã làm. Phập! Diệp Bắc Minh dậm một chân xuống, cả người vụt nhảy thật cao. Lao đến Diệp Chấn Đường như sao băng. Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Diệp Chấn Đường hoảng sợ, điên cuồng hét lớn. Mấy ông lão cảnh giới đế tôn tay cầm vũ khí, bước một bước chặn trước người Diệp Chấn Đường. Một ông già râu dê tay cầm một thanh huyết đao lạnh lùng cười, dám ngang nhiên hành hung trước nhiều người. Cùng chém kẻ này. Còn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh đã xông đến trước người ông già râu dê, mấy lão đồng bọn kinh hãi kêu một tiếng, cẩn thận. Sắc sắc, một tiếng giòn tan. Diệp Bắc Minh đã bóp vỡ cổ của ông già râu dê, khí huyết toàn thân bùng phát. Phập, chia năm xẻ bảy. Suýt, những người còn lại hít khí lạnh, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Ông ta là cảnh giới đế tôn đấy. Kẻ này lại có thể chém chết bằng một chiêu. Diệp Chấn Đường sợ đến toàn thân run lên, trong lòng hối hận muốn chết, nhưng vẫn cứng đầu. Diệp Bắc Minh, mày dám giết người nhà họ Diệp bừa bãi. Tao giết sư tỷ của mày là đúng. Nhưng đây là đài đoạn hồn, người tu võ toàn thiên hạ đều có thể làm chứng. Mày giết người của nhà họ Diệp bừa bãi như vậy, chẳng lẽ không sợ nhà họ Diệp báo thù sao? Ha ha ha! Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời cười chàng dài, một hàng lệ máu trào ra, 9 sư tỷ của tôi sống chết chưa rõ, đại sư tỷ lại chết trước mặt tôi. Tôi còn sợ nhà họ Diệp ông báo thù, chết đi cho tôi. Soạt! Bước một bước ra, trong không khí ngập mùi máu tươi. Diệp Chấn Đường sợ đến cổ lạnh toát, đúng lúc này, một ông lão chặn trước người Diệp Chấn Đường. Diệp Chấn Đường nhìn thấy Diệp Bắc Minh tấn công đến, sợ đến tóm lấy vợ ở bên cạnh ném ra. Chấn Đường, anh! Vợ của Diệp Chấn Đường kinh hồn bạt vía, điên cuồng cầu xin, cậu Diệp, đừng giết tôi. Soạt! Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, xương máu nổi lên. Diệp Mục sợ đến sắc mặt trắng bệch, mẹ! Mặc kệ mẹ con đi! Đôi mắt của Diệp Chấn Đường tanh đỏ, tóm lấy vai của Diệp Mục, đi thôi. Các người chặn hắn lại cho tôi, cho dù phải dùng tính mạng. Vợ con của các người, Diệp Chấn Đường tôi thề nhất định cả đời không thiếu tài nguyên tu võ. Vừa nói ra lời này, con mắt của mấy trăm người mà Diệp Chấn Đường đưa đến đều đỏ ngầu. Người nào cũng ra tay về phía Diệp Bắc Minh như phát điên. Chỉ trong mười mấy hơi thở, mấy trăm người này đều bỏ mạng. Dưới đài đoạn hồn. Thi thể ngổn ngang. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm về hướng Diệp Chấn Đường, ông chạy thoát nổi không? Trực tiếp đuổi theo. Chân trước vừa đi, đám người Vương Thần Cương, Hầu Tử thong dong đến muộn. Nhìn máu tươi khắp đất, và cả vô số thi thể của người nhà họ Diệp. Ai có thể nói với tôi, chuyện này là thế nào không? Vẻ mặt Vương Thần Cương biến sắc. Có người tu võ giải thích, vừa nãy có người mạo xưng là Diệp Bắc Minh. Lên đài đoạn hồn chiến với Diệp Chấn Đường một trận. Ai ngờ lại là sư tỷ của Diệp Bắc Minh, lúc Diệp Bắc Minh xuất hiện, Diệp Chấn Đường đã giết sư tỷ của anh ta trước mặt nhiều người.
Diệp Bắc Minh ra tay giết người nhà họ Diệp, truy giết Diệp Trấn Đường rồi. Cơ thể hầu tử chấn động, đôi mắt bỗng đỏ rực, cái gì? Đại sư tỷ, chết rồi. Sao có thể, đôi mắt của Chu Nhược Giai đỏ bừng. Vẻ mặt Long Khuynh Vũ đầy tự trách, đều tại tôi, nếu không phải là tôi, đại sư tỷ cũng. Hầu tử xông lên đài đoạn hồn, nhìn thi thể của đại sư tỷ được đắp vải trắng. Anh ta thu lấy thi thể, tức giận măng một tiếng, mẹ kiếp. Diệp Trấn Đường đáng chết. Không hay rồi. Bỗng nhiên, Vương Thần Cương kinh hồn bạt vía, chắc chắn Diệp Trấn Đường chạy về nhà họ Diệp. Nếu cậu nhóc Diệp truy giết đến nhà họ Diệp, ra tay không biết nặng nhẹ thì làm thế nào? Cậu ta đi nộp mạng đó. Đi thôi, đến nhà họ Diệp. Quay người xông ra khỏi thành Thiên Dung, chạy đến nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Nhìn đám người học viện viễn cổ vội vàng gấp rút chạy đến nhà họ Diệp, Phó Toàn Thịnh nheo mắt, đúng là đặc sắc. Không ngờ lại là kết cục như vậy. Anh hai, chúng ta làm thế nào? Một người đàn ông mặt vuông chữ điền hỏi. Phó Toàn Thịnh nhếch mép cười, đương nhiên là đến nhà họ Diệp xem kịch rồi. Chúng ta cũng đi. Những võ giả khác cũng đều đi. Thành Thiên Dung vốn náo nhiệt, chỉ một lúc đã trở nên vô cùng thanh lạnh. Sơn môn nhà họ Diệp. Hai ông lão ngồi trên bậc thêm đột ngột đứng lên, tiếng động gì vậy? Đôi mắt già nua của hai người cùng nghiêm lại, ngưng trọng nhìn về phía San. Vẻ mắt khẽ biến sắc, đó là cái gì? Sát khí nặng nề quá. Ở tận cuối chân trời, một làn vân huyết màu tanh đỏ nhanh chóng bay về phía nhà họ Diệp. Huyết khí ngút trời. Sát khí đáng sợ. Còn có cảm giác chết chóc như địa ngục. Có chuyện gì vậy? Vùng đất của gia tộc là Huyệt Long Hưng. Theo lý mà nói thì gần đây không thể nào có dị tượng xảy ra, chẳng lẽ có người nhập ma, trong lúc hai ông lão nghi hoặc. Diệp Trấn Đường tóm Diệp Mục, xông đến như phát điên. Lão thử, lão vong cứu tôi. Vì quá kinh sợ, giọng của Diệp Trấn Đường cũng biển đổi khác thường. Cuối cùng, khoảnh khắc xông vào sơn môn nhà họ Diệp, Diệp Trấn Đường ngồi phệt xuống đất. Hai bố con sợ hãi thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hai người có chuyện gì vậy? Tại sao nhếch nhác thế này, vẻ mặt Diệp Thử đầy nghi hoặc. Đôi mắt của Diệp Trấn Đường đầy tia máu, cắn răng giải thích Diệp Bắc Minh. Là tên tạp chủng Diệp Bắc Minh. Hắn điên rồi, hắn không những giết hàng trăm người nhà họ Diệp dưới đài đoạn hồn, còn giết vợ của tôi. Nếu không phải tôi thiêu cháy thọ mệnh, liều chết chạy về nhà họ Diệp. Thì cả tôi và Mục Nhi cũng phải chết dưới tay hắn. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Thử và Diệp Vong đều biến sắc. Liền sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên, Diệp Trấn Đường, ông tưởng chạy về nhà họ Diệp thì có thể sống sót sao? Nghe thấy giọng nói như tử thần này, Diệp Trấn Đường sợ đến đồng tử điên cuồng co lại. Nhưng, vừa nghĩ đến mình đã chạy về nhà họ Diệp. Bất luận thế nào Diệp Bắc Minh cũng không giết được ông A, Diệp Trấn Đường hư yếu đứng lên. Dùng hết sức lực cuối cùng cười điên cuồng, ha ha hai Diệp Bắc Minh, có giỏi thì mày xông vào nhà họ Diệp đi. Tao không những có thể sống sót, còn có thể tung hoành. Nếu có giỏi, mày xông vào giết tao đi. Chiêu này của ông ta quá ác độc. Lão tổ nhà họ Diệp đã hạ lệnh, chuyện của Diệp Giao kết thúc tại đây. Diệp Trấn Đường giết Lạc Khuynh Thành, cũng chỉ là ân oán với Diệp Bắc Minh Hy. Chỉ cần Diệp Bắc Minh dám ra tay ở sơn môn nhà họ Diệp, thì sẽ là ân oán với nhà họ Diệp. Đến lúc đó, nhà họ Diệp sẽ can thiệp. Diệp Trấn Đường sẽ kê cao gối đầu vô lo rồi. Ông nghĩ tôi không dám. Trong mắt Diệp Bắc Minh sát y bùng phát. Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói gấp gáp, cậu nhóc Diệp, dừng tay. Vương Thần Cương xông đến, thở hổn hển không ra hơi. Ông ta dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng đuổi kịp, cậu nhóc Diệp, cậu đừng kích động, nơi này là sơn môn nhà họ Diệp. Một khi cậu ra tay, sẽ hoàn toàn đắc tội với cả nhà họ Diệp. Diệp Trấn Đường hiển nhiên biết rõ điều này, ông ta cố ý khích tướng cậu đấy. Mấy người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng cũng chạy đến nơi, đều khuyên nói, cậu Diệp, đừng quá kích động. Anh Diệp, mấy người hầu tử, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ cũng chạy đến. Hoa Linh Lung đi đến, cậu Diệp, nghe chúng tôi khuyên một câu. Các võ giả chạy từ thành Thiên Dung đến cũng dần dần xuất hiện. Trong phút chốc, bên ngoài sơn môn nhà họ Diệp, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Diệp Trấn Đường thấy Vi Át cười lớn, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, việc sắp thành lại hỏng rồi.
tao giết sư tỷ của mày đấy, thì đã làm sao? Cả đời mày cũng đừng nghĩ đến báo thù cho đại sư tỷ của mày. Vậy sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, người mà Diệp Bắc Minh tôi muốn giết, không ai có thể cản được. Gru! Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, một con huyết long o lớn mấy trăm trượng ầm ầm sông rêu. Hung hãn đạp về phía sơn môn nhà họ Diệp. Diệp Chấn Đường sợ đến há hốc miệng, mày! Làm sao mày dám? Khoảnh khắc huyết long đập xuống. Phập, đại trận hộ sơn sáng lên, bảo vệ cả sơn môn nhà họ Diệp. Choang, một tiếng vang, vang khắp cả nhà họ Diệp như động đất kinh thiên. Âm thanh này là, đại trận hộ sơn. Có chuyện gì vậy, có người tấn công đại trận hộ sơn. Lúc này, nhà họ Diệp vốn đang tĩnh mịch liền sao động. Vô số bóng hình đều đi ra sơn môn nhà họ Diệp. Vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục tấn công sơn môn nhà họ Diệp. Là ai? To gan! Ai dám ra tay ở nhà họ Diệp, chán sống rồi hả? Mấy ông lão đức cao vọng trọng đều lên tiếng quát mắng. Diệp Chấn Đường nhìn thấy mấy người, càng tự tin, Diệp Bắc Minh, đúng là thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ đâm đầu. Quay đầu nhìn sang mấy ông lão. Các vị trưởng lão, kẻ này chính là Diệp Bắc Minh. Lão tổ đã hạ lệnh, chuyện của con gái tôi kết thúc tại đây, nhưng tên nhóc này lại truy giết tôi đến nhà họ Diệp, tâm địa độc ác. Diệp Chấn Đường cắn ngược lại một cái. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Mấy ông lão quyền cao chức trọng nghiêm đôi mắt, lộ rõ sát ý. Cậu có biết đây là nơi nào không? Dám ra tay ở sơn môn nhà họ Diệp, cho dù là tổng viện trưởng của học viện viễn cổ cũng không dám đâu. Mấy người sầm đôi mắt, đảo quét nhìn phía sau Diệp Bắc Minh. Dừng lại ở Vương Thần Cương. Vương Thần Cương vội vàng tiến lên, Kinh Vân huynh, Cuồng Nhân huynh, có hiểu lầm. Lão tổ nhà họ Diệp đã nói rõ trên thư, chuyện của Diệp Giao đã quay. Nhưng Diệp Chấn Đường lại bắt hồng nhan chi kỷ của cậu nhóc Diệp, còn khiêu chiến cậu Diệp trên đài đoạn hồn. Đại sư tỷ của tên nhóc này lo lắng cho an nguy của cậu nhóc Diệp, vì cứu người đã thay cậu Diệp xuất chiến, lại bị Diệp Chấn Đường tàn nhãn giết chết. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân ngẩn người, lạnh lùng nhìn sang Diệp Chấn Đường, ông ta nói thật không? Diệp Chấn Đường nuốt nước miếng, hai vị trưởng lão, tôi chỉ muốn báo thù cho con gái tôi. Cho nên khiêu chiến với Diệp Bắc Minh trên đài đoạn hồn, đây là cuộc chiến công bằng. Bỗng nhiên, ông ta đổi giọng, cho dù có hiểu lầm, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh có thể tấn công sơn môn nhà họ Diệp sao? Đây là thách thức tôn nghiêm của nhà họ Diệp. Diệp Mục điên cuồng gật đầu theo, đúng thế, đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của nhà họ Diệp. Diệp Kinh Vân cau mày, lạnh lùng lên tiếng, Diệp Bắc Minh, nếu có hiểu lầm, chuyện này, chúng ta không truy cứu nữa. Diệp Bắc Minh, cậu còn không dừng tay. Vương Thần Cương muốn lên tiếng, cậu nhóc Diệp. Diệp Bắc Minh cười hung dữ một tiếng, một đám cặn bã, tôi hiểu lầm cái đầu ông. Hôm nay, Diệp Chấn Đường phải chết. Nhà họ Diệp cũng không bảo vệ được ông ta. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân ngẩn người, sau đó nổi giận, cậu thật cuồng ngạo. Phá cho tôi. Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm một tiếng, một lúc chém ra mười mấy đường kiếm. Từng con huyết long điên cuồng xông ra, đáp xuống đại trận hộ sơn nhà họ Diệp. Đại trận hộ sơn không ngừng rung lên, mười mấy đường kiếm giáng xuống lại nứt ra một đường. Mở ra. Đường kiếm cuối cùng giáng xuống. Sơn môn nhà họ Diệp ầm ầm sập đổ. Núi rung đất chuyển, trong vòng bán kính trăm dặm chấn động, cơ thể của mọi người lảo đảo suýt ngã không dậy nổi. Làm sao có thể? Diệp Kinh Vân kinh sợ giật mình. Diệp Cuồng Nhân nuốt nước miếng, vãi. Tên nhóc này muốn nghịch thiên sao? Đây là trận pháp bảo vệ nhà họ Diệp mười mấy vạn năm đói. Được nói là có thể chống lại được chân thần tấn công, mà lại bị hắn công phá. Phó Toàn Thịnh giật mạnh khóe mắt. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tên nhóc này làm được bằng cách nào? Anh hai, anh không phát hiện thanh kiếm trong tay hắn có vấn đề sao? Người đàn ông mặt vuông chữ điền bên cạnh nói. Soạt, hàng chục người nhà họ Phó, tất cả đều nhìn lên kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Lúc mọi người đều ngẩn người. Diệp Bắc Minh không hề kiêng sợ xông vào, bước một bước đến trước người Diệp Chấn Đường. Diệp Chấn Đường, ông từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng chưa? Câu này. Trả lại Diệp Chấn Đường không sót một chữ. Cơ thể Diệp Chấn Đường run lên cầm cập, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, bóp cổ Diệp Mục, bố,
Cứu con! Diệp Mục điên cuồng đập võ lên tay cánh tay Diệp Bắc Minh. Thả con trai tao ra! Diệp Trấn Đường đỏ bừng đôi mắt. Diệp Kinh Vân quát một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu dừng tay cho tôi. Sắc sắc một tiếng giòn tan, cổ của Diệp Mục lập tức gãy lìa. Nổ cho tôi! Tấn công ra một quyền, đánh thi thể của Diệp Mục thành xương máu trước mặt mọi người. Đôi mắt của Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân xâm xuống, cậu! Diệp Bắc Minh, ai cho cậu cái gan đó hại AI con trai duy nhất của tôi! Diệp Trấn Đường suy sụp, hét lớn như phát điên. Diệp Bắc Minh không định tha cho ông ta, tiến lên một bước, đánh một quyền lên đan điền của Diệp Trấn Đường. Cậu còn dám hành hung, muốn chết hả? Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân hoàn toàn bùng phát, hai người ra tay như sấm sét. Cút! Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, quét kiếm càn khôn chấn ngục cùa. Hai con huyết long bùng phát, tấn công về phía hai người. Sức mạnh này! Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân bị đánh bay đi, huyết dịch trong cơ thể dường như đang sôi sục. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm hơn 100 cây châm bạc. Phụt, 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 toàn bộ chui vào trong cơ thể của Diệp Trấn Đường. A, cứu tôi! Diệp Trấn Đường kêu lên thảm thiết như cho chết, điên cuồng lăn lộn dưới đất. Mắt của tôi, đau quái ông ta đưa hai tay, móc đến mắt mình. Vậy mà lại móc sống con người ran. Liền sau đó, ông ta lại điên cuồng cào lên da thịt mình, trong phút chốc máu thịt lẫn lộn. Giết tôi đi, có ai giúp tôi không, mau giết tôi đi. Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, Diệp đại nhân, tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi chết dễ chịu. AI Diệp Trấn Đường điên cuồng vặn vẹo vật lộn. Phải đến 15 phút, chết trong đau đớn. Diệp Bắc Minh vẫn không tha cho ông ta, bước lên trước một bước, giẫm nát đầu của Diệp Trấn Đường, đại sư tỷ. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh chậm rãi quay người, đi ra bên ngoài nhà họ Diệp. Đứng lại. Giọng của Diệp Cuồng Nhân vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu giết người của nhà họ Diệp tôi, chẳng lẽ bỏ đi như vậy sao? Diệp Bắc Minh quay đầu, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt Diệp Cuồng Nhân. Cổ họng phát ra giọng khàn khàn, hay là, ông ra tay thử xem. Cậu! Diệp Cuồng Nhân kinh hãi, một luồng hàn ý toát ra từ sống lưng. Thực sự không dám nói gì nữa. Ông ta có ảo giác, nếu còn dám phản bác một câu, kẻ điên này sẽ dám ra tay với ông ta thật. Cứ vậy, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra khỏi nhà họ Diệp. Hầu tử đi đến. Lấy ra thi thể của Lạc Khuynh Thành, anh Diệp, tôi mang thi thể của đại sư tỷ đến đây. Diệp Bắc Minh quỳ xuống đất, không nói một lời. Long Khuynh Vũ đi đến, quỳ bên cạnh, anh Diệp, xin lỗi. Nếu không phải tôi cho đại sư tỷ đan bạo huyết của tộc Thánh Long, cô ấy cũng sẽ không chết thảm. Anh Diệp, anh muốn trách tôi thì trách đi. Vương Thần Cương ngẩn người, không nhịn được hỏi, thế là thế nào? Đan bạo huyết của tộc Thánh Long, chuyện này là thế nào? Long Khuynh Vũ cúi đầu giải thích. Vương Thần Cương nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói như vậy, thần hồn của Lạc Khuynh Thành có lẽ chưa bị hủy diệt. Cậu nhóc Diệp, mau đến đài đoạn hồn. Trái tim của Diệp Bắc Minh run lên, tiền bối, chẳng lẽ đại sư tỷ của tôi còn cứu được ư? Vương Thần Cương mau chóng nói, không có thời gian giải thích nữa, mau đến đài đoạn hồn. Được. Diệp Bắc Minh kích động, bế thi thể của Lạc Khuynh Thành nhanh chóng đi đến đài đoạn hồn. Chân trước vừa đi, bên ngoài sơn môn nhà họ Diệp xôn xao. Trời ơi, Diệp Bắc Minh đánh vỡ sơn môn nhà họ Diệp lại để anh ta đi như vậy. Kẻ này cũng thật cường mạnh, chẳng lẽ nhà họ Diệp thực sự bỏ qua như vậy? Rất nhiều ánh mắt đều nhìn vào sâu trong nhà họ Diệp. Trong đám đông, Phó Toàn Thịnh sầm mặt, chúng ta đi thôi. Thực lực của tên nhóc đó vượt qua dự đoán của chúng ta, lập tức về bẩm báo với lão tổ. Rồi vội vàng bỏ đi. Phía sau sơn môn bị phá hỏng của nhà họ Diệp. Ông lão khô gầy. Người phụ nữ trung niên. Thiếu niên 7-8 tuổi. Ba bóng hình đứng chắp tay sau lưng. Diệp Cuồng Nhân mặt đỏ bừng. Lão tổ, tại sao cứ để kẻ đó đi như vậy? Hắn tấn công sơn môn nhà họ Diệp trước mặt nhiều người, còn xông vào nhà họ Diệp chém giết bố con Diệp Trấn Đường, Diệp Mục. Việc này không những đã tát mạnh lên mặt của nhà họ Diệp chúng ta, còn đánh rất vang. Diệp Kinh Vân cũng tỏ vẻ mặt không hiểu, đúng thế lão tổ, tại sao chứ? Nếu không phải ba vị lão tổ kịp thời xuất hiện, ngăn họ ra tay,
E rằng nhà họ Diệp sớm đã tập hợp lực lượng, ra tay giết chết Diệp Bắc Minh. Thiếu niên 7-8 tuổi phát ra giọng cực kỳ già nua, xem ra là ba chúng ta không quản chuyện trong tộc đã quá lâu rồi. Quyết định của chúng ta, cũng cần phải giải thích với các người hả? Một ánh mắt. Thụp. Thụp. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân sợ đến quỷ dưới đất, lão tổ, chúng tôi không dám. Những người khác nhà họ Diệp càng kinh hãi lùi lại, cúi đầu với vẻ mặt sợ sệt. Tất cả lui xuống, chuyện này, không được phép nhắc đến nữa. Thiếu niên 7-8 tuổi vung tay áo. Giỏi. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân sợ đến tè ra quần, dường như biến mất trong tầm mắt. Những người khác cũng nhanh chóng biến mất. Đến đây, ở Sơn Môn bị phá hỏng chỉ còn lại ba người ông lão khô gầy, người phụ nữ trung niên, thiếu niên 7-8 tuổi. Ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Không biết qua bao lâu, giọng của ông lão khô gầy vang lên, các người nhìn thấy chưa? Lúc kẻ này ra tay lại cũng có thể dẫn đến dị tượng huyết long. Người phụ nữ trung niên cau mày, nếu trên người Vini không có con huyết long đó, tôi cũng nghi ngờ người mà tổ tiên nói là cậu Tan. Bà ta dừng một chút, chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp sao? Thiếu niên 7-8 tuổi lên tiếng, trùng hợp sao? Vậy cũng trùng hợp quá rồi. Kẻ này họ Diệp, lại vừa hay có thể dẫn ra dị tượng huyết long. Lỡ như là cậu ta thì sao? Lời vừa được nói ra, ba người đều trầm mặc. Diệp Bắc Minh về đến đài đoạn hồn với tốc độ nhanh nhất. Tiền bối, vừa nãy cách mà ông nói rốt cuộc là gì? Diệp Bắc Minh cất giọng kích động. Đôi mắt đỏ bừng, thực sự có thể cứu đại sư tỷ của tôi sao? Ánh mắt Phương Thần Cương hơi sầm xuống, cậu nhóc Diệp, bây giờ tôi vẫn không thể trả lời cậu. Tôi cần làm một thử nghiệm, nếu nghiệm chứng suy đoán của tôi. Thần hồn của đại sư tỷ cậu vẫn chưa bị hủy diệt. Nói xong, cũng không đợi Diệp Bắc Minh lên tiếng. Chuyển ánh mắt, nhìn sang Long Khuynh Vũ đang mau chóng đi đến, cô Long, có thể mượn dùng tỉnh huyết của cô không? Được. Long Khuynh Vũ cũng không hỏi gì, trực tiếp rạch cổ tay. Ép ra mấy giọt tinh huyết, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Vương Thần Cương bước ra một bước đi lên đài đoạn hồn. Miệng lẩm bẩm niệm đọc, rạch lòng bàn tay khắc mấy đạo phù văn. Vui liền sau đó, phù văn bùng cháy. Mấy giọt tinh huyết của Long Khuynh Vũ ngưng tụ lại, hóa thành một con huyết long lượn vòng trên đài đoạn hồn. Vương Thần Cương vui mừng, quả nhiên, cậu nhóc Diệp. Thần hồn của sư tỷ cậu chưa tiêu tan hết. Diệp Bắc Minh kích động, tiền bối, thế là thế nào? Thần hồn của sư tỷ tôi đang ở đâu? Vương Thần Cương nhảy xuống đài đoạn hồn, vẻ mặt nghiêm túc, ở ngay trong đài đoạn hồn. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người, đôi mắt khóa chặt đài đoạn hồn, ông nói thần hồn của đại sư tỷ tôi ở ngay trong đài đoạn hồn. Đúng thế. Vương Thần Cương gật đầu, đài đoạn hồn là vật từ thần giới giáng xuống. Từ khi nó tồn tại ở thành Thiên Dung đến nay. Rất nhiều cường giả chiến đấu ở đó, một khi cuộc chiến bắt đầu, đài đoạn hồn sẽ mở ra trận pháp khóa chặt hai người. Trừ phi một người trong đó chết trận, thần hồn hủy diệt, đài đoạn hồn mới đóng trận pháp. Tôi có người bạn từng lên đài đoạn hồn, ông ta nói với tôi một bí mật kinh thiên. Hít sâu một hơi, thần hồn của người chết trận không tiêu ăn hết, mà thần hồn bị hút vào trong đài đoạn hồn. Thật không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Nếu đúng là như vậy, chỉ cần anh đánh vỡ đài đoạn hồn. Thần hồn của đại sư tỷ có thể thoát ra khỏi đó. Chỉ cần vẫn còn thần hồn, thì có cơ hội sống lại. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lấy ra kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Đang định ra tay với đài đoạn hồn. Đợi đãi. Vương Thần Cương ngăn anh lại, giọng nhưng trọng, cậu nhóc Diệp, đừng hành động lỗ mãng, đi theo tôi. Nói xong. Quay người đi về một bên của quảng trường thành Thiên Dung. Diệp Bắc Minh cao này, đi theo Vương Thần Cương đến trước một tòa đại điện hùng vĩ. Trên quảng trường thành Thiên Dung có rất nhiều người, duy chỉ có tòa đại điện này không một bóng người. Thậm chí, hơi lạnh lẽo. Điều khiến Diệp Bắc Minh chấn kinh là, Vương Thần Cương không hề do dự tiến lên một bước quỳ dưới bậc thềm của đại điện, Tổng Viện trưởng Học viện Viễn Cổ Vương Thần Cương cầu kiến. Tổng Viện trưởng, ông đang... Diệp Bắc Minh chấn kinh. Cảnh này khiến vô số võ giả dõi theo. Rất nhiều người đều lại gần, cũng không dám đến quá gần đại điện trong vòng trăm trượng. Vãi, Tổng Viện trưởng của Học viện Viễn Cổ quỳ xuống ư. Người bên trong đại diện này rốt cuộc là ai?
lại có thể khiến vương thần cương phải quỳ, có người nghỉ hoặc. Xuyệt. Võ giả bên cạnh sợ giật mình, anh chán sống rồi à, đừng nói lung tung. Người này chỉ lên bầu trời, đây là người từ bên trên đến, nếu đắc tội với người bên trong, cả gia tộc anh sẽ xong đời đó. Hàng ngàn năm trước, có một gia tộc cũng ngang bằng với nhà họ Diệp, nhà họ Phó, cũng có bối cảnh thần giới. Vì bất kính với người trong đại điện này, trong một đêm, cả gia tộc bị diệt sạch. Suýt, những người xung quanh hít khí lạnh, bất giác lùi lại. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một giọng nói, học viện viễn cổ chắc chắn muốn lãng phí một lần cơ hội. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Mọi người không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm cửa đại điện. Vương Thần Cương cắn răng, chắc chắn. Các người vào đi. Giọng nói tiếp tục vang lên. Vương Thần Cương vội đứng lên, kéo Diệp Bắc Minh vào trong đại điện. Một ông lão mặc áo choàng xám có đôi mắt băng lạnh, đưa tay chặn hai người, quỳ xuống đi vào điện. Không được ngẩng đầu nhìn thẳng điện chủ. Quy, sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, khẩu khí của điện chủ nhà ông cũng lớn quá rồi đấy, còn chưa nhìn thấy người đã bắt chúng tôi quỳ. Cậu không quỳ. Ông lão mặc áo choàng xám nheo mắt, một luồng uy áp ngút trời ập đến. Trong tích tắc, Diệp Bắc Minh cảm thấy như có một dãy núi đè xuống. Tiếng rắc rắc, trong cơ thể vang lên giòn tan, dường như xương sắp nổ tung. Chân thần, đây là cảnh giới chân thần, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Ụ, cậu nhóc Diệp, cẩn thận. Vương Thần Cương phản ứng lại, bước một bước chặn trước người Diệp Bắc Minh, tiền bối, xin nương tay. Hừ, ông là cái thá gì? Ông bảo tôi nương tay thì tôi nương tay hả? Ông lão áo choàng xám cười lạnh lùng một tiếng, không khách sáo đánh ra một quyền. Phập, Vương Thần Cương bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Xương ngực gãy nứt. Viện trưởng, Diệp Bắc Minh kinh hãi kêu lên một tiếng, nổi giận bừng bừng, vãi. Một con chó canh cửa thôi, cũng dám ra tay với viện trưởng Vương. Gru, tiếng rồng gầm vang lên, chém kiếm càn khôn chấn ngục ran. Một con huyết long lao ra, đập lên người ông lão ái choàng xám như sao băng. Trong lúc giơ tay chống lại, ông ta lại bị đánh bay. Cúi đầu nhìn, trên cánh tay lại xuất hiện một vết thương dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy ra. Làm sao có thể? Đồng tử của ông lão áo choàng xám co lại, vô cùng kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Với thực lực cảnh giới chân thần của ông ta, lại bị người trước mặt đánh bị thương. Đúng là khiến người ta không dám tin. Liền sau đó, không dám tin hóa thành tức giận, sát ý ngút trời nổi lên, cậu nhóc, hành động của cậu đã quyết định kết cục của cậu. Chết! Đang định ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói như thiên nhiên vang lên trong đại điện, lão thẩm, dừng tay. Lão thẩm mặc áo choàng xám nghe thấy tiếng nói, lập tức đứng sang một bên. Khóe mắt bất giác lướt sang Diệp Bắc Minh, bắn ra ý lạnh kinh thiên. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đến trước người Vương Thần Cương, cắm châm bạc trong tay xuống. Rồi lấy ra mấy viên đan dược cho ông ta uống. Ổn định thương tích, ấy, châm pháp không tệ. Giọng nói như thiên nhiên vang lên. Diệp Bắc Minh mới quay đầu, một thiếu nữ đẹp như ngọc điêu khắc đứng ở tận cuối đại điện. Mái tóc thả xuống như thác nước, xinh đẹp động lòng người. Cô gái bước từng bước đi đến, đôi mắt long lanh khiến người ta phải khô môi rát lưỡi. Với sức kiềm chế của Diệp Bắc Minh, huyết dịch lại cũng sao động, cô là ai? Cô gái cười, anh vào đây cầu xin tôi, lại còn hỏi tôi là ai? Diệp Bắc Minh trầm giọng, nói như vậy, cô là chủ nhân của nơi này. Cô gái cong lên nụ cười, anh cầu xin người khác như thế hả? Chẳng lẽ anh không muốn cứu sư tỷ của anh? Cô có cách. Diệp Bắc Minh kích động, thần hồn của sư tỷ tôi thực sự chưa tiêu tan. Cô gái cười thản nhiên, nói cho anh biết, tôi có lợi gì? Diệp Bắc Minh không hề do dự lên tiếng, cô muốn gì cũng được. Vậy sao? Đồng tử của cô gái lóe lên, có chút vui tươi nói, vừa nãy khi anh vào điện, hình như không muốn quỳ. Chỉ bằng, anh quỳ xuống cầu xin tôi sẽ nói với anh cách cứu sư tỷ của NHTL. Được, Diệp Bắc Minh không hề do dự, định gập gối quỳ xuống. Hiển nhiên cô gái ngẩn người, đưa tay lôi trước khi Diệp Bắc Minh quỳ xuống. Một luồng sức mạnh cường mạnh ập đến. Bất luận thế nào Diệp Bắc Minh cũng không quỳ xuống được, cô có ý gì? Cô gái lướt nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt quái dị, con người anh thật kỳ lạ, vừa nãy bảo anh quỳ, có chết anh cũng không quỳ.
Bây giờ tôi bảo anh quỳ, anh lại không hề cau mày. Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, nếu cô thực sự có thể cứu sư tỷ tôi có thể quỳ ở đây đến chết. Nếu cô dám lừa tôi bảo đảm cô sẽ hối hận. Cô gái ngẩn người, phì cười một tiếng, ha ha, thú vị. Tôi còn không biết hai chữ hối hận viết như thế nào đấy. Vương Thần Cương đoán không sai, thần hồn của sư tỷ anh ở trong đài đoạn hồn. Làm thế nào mới mở được đài đoạn hồn? Diệp Bắc Minh thở gấp gáp. Cô gái lắc đầu, không thể mở đài đoạn hồn, chỉ có anh tự đi vào đưa thần hồn của cô ta ran. Vừa hay, tôi có cách có thể vào đài đoạn hồn. Cho tôi vào. Diệp Bắc Minh lên trước một bước. Cô gái thản nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, bảo tôi giúp anh cũng không phải không được, nhưng anh có thể cho tôi cái gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, hàng triệu viên đan dược rơi xuống nền gạch đại điện, chất đống giống như ngọn núi nhỏ. Đây là toàn bộ đan dược đế phẩm của tôi, đều là 9 đường vân đan. Chỉ cần cô giúp tôi, số đan này đều là của cô. Cho dù cô gái đã có chuẩn bị tâm lý, thì vẫn hơi bất ngờ. Trời ơi, đan dược đế phẩm 9 đường vân đan rất thường thấy ở thần giới, nhưng nơi này là hạ giới. Tên nhóc này lấy đâu ra nhiều đan dược đế phẩm 9 đường vân đan như vậy? Chẳng lẽ là anh ta tự luyện chế? Không thể nào, không có người nào có thiên phú khủng bố về võ đạo, còn có tình lực luyện chế nhiều đan dược đế phẩm như vậy. Thấy cô gái không nói gì. Diệp Bắc Minh lại ra tay, nếu không đủ, thì thêm số long huyết bồ đề này. Cô gái vẫn không nói gì. Nếu không đủ, số binh khí, chiến giáp này, cũng có thể cho cô. Một lúc anh lấy ra mấy trăm bộ mũ giáp, binh khí. Đều là chiến lợi phẩm khi chiến đấu. Cô gái do dự nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, đều không có hứng hả. Cô gái định thăm dò, tôi muốn thanh kiếm trong tay anh. Được. Diệp Bắc Minh giơ tay, ném kiếm càn khôn chấn ngục qua. Cô gái đưa tay ra bắt, cơ thể loạng choạng. Thanh kiếm này còn nặng hơn một ngọn núi, cô ta suýt không tóm được. Sau khi có được kiếm càn khôn chấn ngục, cô gái đầy vẻ nghỉ hoặc, đại sư tỷ của anh thực sự quan trọng với anh thế sao? Ngay cả binh khí mà anh cũng có thể cho tôi. Đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cô gái kiểm tra kiếm càn khôn chấn ngục một lượt, cười lắc đầu, tuy thanh kiếm này rất tốt, nhưng cũng chỉ là binh khí thôi. Nhà họ Ngư tôi không có hứng với vật này, trả anh thì hơn. Rồi ném kiếm càn khôn chấn ngục về. Diệp Bắc Minh cau chặt mày, rốt cuộc cô muốn gì? Cô gái khẽ cười, tôi muốn NHTL. Cô nói cái gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh hơi quái dị. Cô gái đỏ mặt, dường như cũng cảm thấy câu này quá mờ ám, vội nói lại, anh đừng hiểu lầm, ý của tôi là thiên phú của anh rất tốt. Tôi có thể giúp anh một lần, nhưng ngày thần giáng, một năm sau, anh nhất định phải chọn nhà họ Ngư chúng tôi. Ngày thần giáng, đó là cái gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh đầy nghi hoặc. Cô gái cau mày, nhìn sang Vương Thần Cương, anh ta là người của học viện viễn cổ mà không biết ngày thần giáng. Vương Thần Cương vội giải thích, cậu nhóc Diệp gia nhập học viện viễn cổ không lâu, tạm thời vẫn chưa kịp tìm hiểu. Thì ra là vậy, cô gái khẽ gật đầu, nhìn sang Diệp Bắc Minh, chưa tìm hiểu cũng không sao, với thực lực hiện tại của anh đã có tư. Cách tham gia rồi. Diệp Bắc Minh, bây giờ anh chỉ cần gật đầu. Ngày thần giáng lựa chọn nhà họ Ngư. Bây giờ tôi giúp anh cứu đại sư tỷ của NHTL. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định, được, tôi hứa với cô gái nở nụ cười đắc ý, không nói gì thêm. Trực tiếp niệm đọc thần chú. Liền sau đó, xung quanh cô gái bùng phát ra phù văn màu đen. Phù văn tập trung, hình thành một cánh cửa lớn màu đen, sau cánh cửa vang lên các tiếng quỷ thét kêu gào. Cánh cửa này, như thông đến sâu trong địa ngục. Cô gái chỉ vào cánh cửa màu đen, cánh cửa này thông đến bên trong đài đoạn hồn, anh chỉ có nửa canh giờ. Nếu anh không thể tìm được thần hồn của đại sư tỷ anh, và đưa ra ngoài, thì anh sẽ trở thành một thành viên trong đó, mãi mãi ở lại đài đoạn hồn. Nếu anh sợ, bây giờ hối hận còn. Còn chưa nói hết, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, trực tiếp xông vào trong cánh cửa màu đen. Cô gái giật khóe miệng, anh không sợ chết thật hả? Lão Thẩm nhìn Vương Thần Cương một cái, ông đi ra được rồi. Vương Thần Cương cáo từ đi ra, lúc này Lão Thẩm cất giọng thầm thấp, điện chủ, cô đã có được thanh kiếm đó rồi, tại sao còn trả cậu ta? Là cậu ta cam tâm tình nguyện tặng cô còn trả anh ta, có phải quá đáng tiếc không?
Cô gái lắc đầu, tôi kiểm tra rồi, hồn của thanh kiếm này đã bị hủy diệt. Bây giờ chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn, so với thanh kiếm này, tôi có hứng với người này hơn. Khóe miệng hiện lên ý cười, không ngờ tôi là người đầu tiên tìm được tháp chủ Càn Khôn Trấn Ngục chuyển thế. Đây là cơ hội mà ông trời cho nhà họ Ngư tôi phải nắm thật chắc. Nhà họ Phó. Phó Toàn Thịnh cầm một khối lưu ảnh thạch, cảnh tượng hiện ra là tất cả những chuyện xảy ra ở đài đoạn hồn và bên ngoài sơn môn nhà họ Diệp. Hình ảnh kết thúc, cả trong điện xôn xao. Hắn lại tấn công sơn môn nhà họ Diệp trước mặt nhiều người, còn xông vào nhà họ Diệp giết bố con Diệp Trấn Đường, Diệp Mục. Nhà họ Diệp lại không phản ứng gì. Xông vào nhà họ Diệp lại có thể bình an vô sự rời đi. Thái độ của nhà họ Diệp và cả thiên phú kinh người của tên nhóc này khiến tôi rất bất an. Lãnh đạo cấp cao nhà họ Phó bàn luận. Không biết qua bao lâu, trên chỗ cao nhất đại điện vang lên một giọng nói uy nghiêm, bây giờ kẻ này đang ở đâu? Hội trường ồn ào lập tức yên tĩnh. Phó Toàn Thịnh quỳ xuống đất, thưa lão tổ, tên nhóc này đã vào thần điện của Thành Thiên Dung. Thần điện, mọi người nhà họ Phó kinh ngạc. Giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên, anh cả. Anh nhìn thấy thanh kiếm trong tay tên nhóc đó không? Câu này, rõ ràng là nói với một lão tổ khác của nhà họ Phó. Thanh kiếm này chém thiên diệt địa, lại có thể triệu hồi huyết long tấn công. Chắc chắn không phải là một thần khí bình thường. Hơn nữa, hắn mới là cảnh giới hư vương, hình như lúc hắn giết kỳ lân của nhà họ Phó ta mới là cảnh giới động hư nhỏ bé. Mới qua bao lâu chứ? Hắn đã tiến vào cảnh giới hư vương rồi. Tốc độ tăng cấp như vậy, đúng là đáng sợ. Giọng nói uy nghiêm dừng một chút, trầm giọng bổ sung nói, đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất là thái độ của nhà họ Diệp. Đổi lại là người khác, chém vỡ sơn môn nhà họ Diệp còn có thể an toàn rút lui không? Hiển nhiên là thái độ của ba tên đó nhà họ Diệp, tôi nghe nói tổ tiên nhà họ Diệp đã từng để lại một lời dự đoán. Hình như là người mang theo long huyết, có thể giúp nhà họ Diệp khởi dậy, trở lại thần giới. Một giọng nói khàn khàn vang lên, nhị đệ, đệ đích thân đi một chuyến đi. Nếu được, bắt sống tên nhóc này và cả thanh kiếm về. Đây, nếu hơi khó, chỉ cần mang thanh kiếm đó về là được. Được, bên trong đài đoạn hồn, trước mắt Diệp Bắc Minh đen xì, giống như ở trong động tối. Nhiệt độ xung quanh rất thấp, tùy tiện thở ra một hơi cũng đóng thành băng. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói âm u, mùi của máu tươi. Người sống. Vậy mà có người sống đi vào. Nhóc con, làm thức ăn của tao đi. Cút ra, tao đã một vạn năm không ăn thịt người rồi, hắn là của tao. Hàng chục giọng nói cùng vang lên. Xoạt, xoạt, xoạt ti. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được, có thứ gì nhanh chóng tấn công về phía anh. Tung kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ra, tiếng rồng gầm vang lên. Ru. Một con huyết long xông ra. Chiếu sáng trong phạm vi bán kính ngàn trượng. Dưới ánh huyết quang, cho dù là Diệp Bắc Minh cũng phải hít khí lạnh. Phía sau bóng tối có chỉ chít vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về bên này, mang theo hào quang ghê rợn. Kẻ nào cũng muốn xông lên, ăn tươi nuốt sống anh. Trong mắt võ giả, đây là thần hồn. Trong mắt người bình thường, đây là quỷ hồn. Liền sau đó, huyết long xông vào trong đám thần hồn, tiếng kêu thảm vang lên dồn dập. A. Cơ thể của tôi tan chảy rồi. Đừng, ta không muốn thần hồn tiêu tan. Không. Các tiếng kêu la thảm thiết vang lên, biết không dễ chọc vào Diệp Bắc Minh, quay người bỏ chạy. Trong phút chốc, xung quanh yên tĩnh trở lại. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được trong bóng tối có rất nhiều đôi mắt đang nhìn anh, trực tiếp quát lên, tôi không hề có chút hứng thú với các người, tôi đến đây để tìm một người. Vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh giơ tay, chân nguyên ngưng tụ. Một đường hào quang sáng lên, hóa thành dáng vẻ của đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành. Các người ai từng nhìn thấy thần hồn của cô ấy? Tĩnh lặng như cái chết, không ai trả lời. Không nói. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Không hề kiêng sợ chém ra một đường kiếm, trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm, đại nhân, chúng tôi thực sự chưa từng nhìn thấy cô gái này. Đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh, xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các người đã không nói, thì tôi tìm từng người một. Dậm chân một cái, phía sau cuốn lên ma khí ngút trời. 9 con huyết long màu đỏ bùng phát, xông vào trong đám thần hồn. Vãi, chúng ta đã nói không nhìn thấy rồi.
hắn thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Ị, mọi người liều với hắn đi. Vô số thần hồn nổi lên, điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Đáng tiếc họ vốn không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh, tất cả bị diệt tại chỗ. Bỗng nhiên, túi càn khôn bên hông dao động. Chó địa ngục. Diệp Bắc Minh mặc niệm trong lòng, thả chó địa ngục ra. Gâu gâu. Chó địa ngục xông ra, vô cùng hưng phấn chạy vòng quanh Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc thần hồn trong đài đoạn hồn nhìn thấy chó địa ngục, vẻ mặt đều biến sắc, không ngừng lùi lại. Diệp Bắc Minh cũng hiểu ý của chó địa ngục, mày nói những thần hồn này là thứ đại bổ với mày phải không? Mày muốn ăn chúng. Gâu gâu. Chó địa ngục hưng phấn gật đầu. Đi đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, vỗ đầu chó địa ngục, nhưng mày còn có một nhiệm vụ, tìm được thần hồn của đại sư tỷ của tao. Gâu. Chó địa ngục được khích lệ lớn, trực tiếp xông ra. Nhưng chỗ nó đi qua, tất cả thần hồn đều không có tư cách phản kháng, bị chó địa ngục cắn xé nuốt chửng. Nửa ngày sau, cả đài đoạn hồn tĩnh lặng như cái chết. Hàng vạn thần hồn bị chó địa ngục nuốt chửng, sau khi nó nuốt nốt một thần hồn cuối cùng, vẫn chưa hết hứng quay lại bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cơ thể cũng lớn lên một vòng. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm trên người chó địa ngục biến hóa ồ. Hỏa diễm vốn màu đỏ hóa thành màu tím, lại từ màu tím hóa thành màu đen y. Gâu gâu. Chó địa ngục quấy cái đuôi, ngồi bên chân Diệp Bắc Minh hy chủ nhân. Không, không nhìn thấy đại, tỷ tỷ. Nó lại nói ra tiếng người, một giọng nói vô cùng non nớt và trẻ con. Mày biết nói hả? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Liền sau đó, sắc mặt vô cùng khó coi, chẳng lẽ thần hồn của đại sư tỷ không ở trong đài đoạn hồn? Chẳng lẽ? Tiểu tháp, chắc không phải chó địa ngục nuốt chửng cả thần hồn của đại sư tỷ rồi chứ? Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, chắc không thể nào, bắt đầu từ lúc cậu vào trong đài đoạn hồ ị. Bản tháp đã tìm kiếm một lượt, thần hồn của đại sư tỷ cậu đúng là không ở trong này. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Bắc Minh lập tức tiêu tan. Đôi mắt anh đỏ bừng, gào quát một tiếng, chẳng lẽ đại sư tỷ chết thật rồi? Không thể nào. Cất chó địa ngục vào trong túi càn khôn, xông đến chỉ trí cảnh cửa màu đen đó. Trong đại điện. Cô gái lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên, cánh cửa màu đen chấn động, một bóng hình với đôi mắt đỏ bừng xông ran. Tìm được đại sư tỷ cửa anh chưa, cô gái mỉm cười. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cô lừa tôi, thần hồn của đại sư tỷ tôi vốn không ở trong đài đoạn hồn. Cô gái mặt biến sắc, cái gì? Không phải chứ? Trong đài đoạn hồn có hàng vạn thần hồn, chẳng lẽ anh đã tìm toàn bộ một lượt? Diệp Bắc Minh vô cùng nóng nảy, phí lời. Tất cả thần hồn đã bị nuốt chửng rồi. Tôi chắc chắn không có bóng dáng của đại sư tỷ, rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải cô nói thần hồn của đại sư tỷ tôi chắc chắn ở trong đài đoạn hồn sao? Tiến lên một bước, trực tiếp chém trước người cô gái. Một luồng khí tức nóng rực ập đến. Cô gái lùi lại một bước theo bản năng, lão thẩm trực tiếp ra tay, nhóc con, tránh xa tiểu thư ran. Cút! Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Xông đến lão thẩm lao lên chém một kiếm. Dưới toàn lực bùng phát, lão thẩm bị đánh bay đi. Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ tay của cô gái, nói mau, cô lừa tôi phải không? Anh không thể chấp nhận sự thực này, thần hồn của đại sư tỷ tôi hoàn toàn tiêu tan thật rồi sao? Nói, cô gái cũng bị dọa sợ, không ngờ Diệp Bắc Minh kích động như vậy. Không thể nào, chỉ cần người chết trận trên đài đoạn hồn. Thần hồn chắc chắn sẽ bị hút vào trong đài đoạn hồn. Cô gái đưa ra một cánh tay khác chỉ lên trời, ngư thất tình tôi xin thề, nếu tôi cố ý lừa NHTL. Trái tim võ đạo của tôi sẽ tan vỡ, toàn thân nát giữa, bị ngũ lôi đánh chết. Diệp Bắc Minh bình tĩnh lại, vậy cô nói xem tại sao lại như vậy. Cô gái do dự một lúc, như nghĩ đến điều gì, nhìn sang ông lão bên cạnh, lão thẩm, chẳng lẽ... Đồng tử của lão thẩm co lại, không thể nào. Các người lại đánh đố gì thế hả? Diệp Bắc Minh cau mày thật chặt. Đôi mắt của ngư thất tình nghiêm trọng, cho dù không thể nào, nếu thần hồn của đại sư tỷ của cậu Diệp không ở trong đài đoạn hồn. Vậy chỉ có một khả năng. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, cậu Diệp, đại sư tỷ của anh là người luân hồi. Cái gì? Nghe thấy câu trả lời này, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Đại sư tỷ cũng là người luân hồi. Liền sau đó, hơi thở của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, cô chắc chắn không?
Làm sao đại sư tỷ của tôi có thể là người luân hồi? Ngư Thất Tình nhìn Diệp Bắc Minh, xem ra anh Diệp biết người luân hồi là thế nào. Anh đã biết thì tôi không giải thích nữa. Thần hồn của người luân hồi không chịu ảnh hưởng của đài đoạn hồn, cho nên mới không bị đài đoạn hồn hút vào trong. Diệp Bắc Minh ngẩn người tại chỗ. Lập tức truyền âm, tiểu tháp, cô ta nói có thật không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát, không phải không có khả năng này, nói không chừng đại sư tỷ của cậu thực sự là người luân hồi. Nếu là người luân hồi, thần hồn sẽ không dễ dàng tiêu tan. Ngược lại đại sư tỷ của cậu sẽ an toàn. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Một lúc sau, giọng từ từ của Ngư Thất Tình vang lên, anh Diệp, anh làm tôi đau đấy. Cúi đầu nhìn, mình còn tóm cổ tay của Ngư Thất Tình. Lập tức buông cổ tay của Ngư Thất Tình, cô Ngư, xin lỗi, tôi kích động quái. Ngư Thất Tình lắc đầu, anh Diệp quan tâm sư tỷ của mình, quan tâm tắc loạn, tôi không để bụng. Chỉ là, tuy anh Diệp không tìm được thần hồn của sư tỷ anh. Nhưng việc đã hứa với tôi, vẫn phải giữ lời đấy. Diệp Bắc Minh gật đầu, Diệp Bắc Minh tôi đã nói ra thì tứ mã nan truy, đương nhiên sẽ giữ lời. Cáo từ, liền quay người mau chóng rời đi. Cùng lúc đó, ở vùng cực âm nào đó của huyền giới. Một hư ảnh ngồi khoanh chân, lượng lớn quỷ khí màu đen ập trung xung quanh cơ thể hư ảnh. Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hư ảnh chính là đại sư tỷ của anh. Lạc Khuynh Thành cau chặt mày, vừa hấp thụ sức mạnh của quỷ khí vừa lẩm bẩm, Lạc Khuynh Thành, người của nhà họ Lạc mười tộc hỗn độn. Bố mẹ đến từ nhà họ Lạc thánh tộc lưu lạc ở thế giới Tam Thiên, mình nhớ sau khi ra đời, thân hồn của mình đã từng thức tỉnh một lần. Vì để tiến vào thần miếu đó, một mình bỏ đi. Tiếc là sức mạnh không đủ, ngất xỉu giữa đường, được một người phụ nữ tên là Diệp Thanh Lam nhặt về Côn Luân Hư. Trăm vị đại năng thượng cổ, lại trở thành sư phụ của mình. Tiểu sư đệ. Lúc này, tất cả ký ức ở kiếp trước hiện lên trong đầu như hồng thủy. Lạc Khuynh Thành tự lẩm bẩm, trong miệng phát ra giọng quái dị, không ngờ Lạc Khuynh Thành ta đường đường là thần hoàng, sau khi chuyển thế sang cơ thể phụ nữ cùng họ. Lại đi nộp mạng vì một tên đàn ông. Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành căn răng. Sâu trong đầu lại vụt lên một bóng người. Không được. Người này tuyệt đối không được ở lại trong lòng ta, không có lợi cho đại đạo. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, ngón tay khẽ điểm mấy cái trong không trung. Định hoàn toàn xóa sạch bóng người đó khỏi trong đầu. Một lát sau, bóng người của Lạc Khuynh Thành chấn động, bỗng mở đôi mắt, cái gì? Lại còn có chấp niệm, không muốn xóa bỏ dấu tích của kẻ này. Liền sau đó, một tia thần hồn thuộc về Lạc Khuynh Thành sau khi chuyển thế khó khăn lên tiếng, quên ai thì quên cũng không được quên tiểu sư đệ. Chấp niệm sâu sắc, cô, Lạc Khuynh Thành nổi giận. Nếu lúc này cưỡng ép xóa bỏ tất cả, không chừng thần hồn sẽ tổn thương. Cô ấy được không bằng mất. Nhớ lại tất cả những gì Diệp Bắc Minh làm cho cô ấy, Lạc Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, thôi vậy, đợi mình trở về vị trí thần hoàng vậy. Tất cả đều có thể xóa bỏ dễ dàng, Diệp Bắc Minh. Ha ha! Bỗng nhiên, không gian phía trước dao động. Bùi! Hư không nứt ra một đường, sức mạnh pháp tắc dao động. Hai người mặc chiến giáp từ trong đi ra, một nam một nữ. Khoảnh khắc hai người xuất hiện ở huyền giới, không gian xung quanh méo mó, sức mạnh pháp tắc sôi sục. Lúc nhìn thấy Lạc Khuynh Thành, hai người quỳ một chân xuống, tham kiến thần hoàng. Cung nghênh thần hoàng trở về. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành bình thản, bản hoàng vừa trở về, thần hồn còn rất hư yếu. Tạm thời không thể cùng hai người trở về thần giới, đợi tôi ngưng tụ cơ thể máu thịt. Đợi ngày thần giáng một năm sau, hai người lại đến đón tôi. Hai người để lại thần cốt trước, ta cần đúc lại cơ thể mau thịt. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, không dám chậm trễ, vâng. Liền sau đó, hai người gần như cùng ra tay, tóm ra một cái xương sườn từ lồng ngực. Cung kính đặt trước người Lạc Khuynh Thành, quay người bỏ đi. Lạc Khuynh Thành thấy vậy, giơ tay bấm quyết. Trong tích tắc, hai thân cốt dung hợp vào nhau, lại mọc ra máu thịt mới. Một cơ thể hoàn hảo giống hệt Lạc Khuynh Thành xuất hiện trước mắt. Điểm khác biệt duy nhất là giữa đôi lông mày có thêm khí hoàng giả ngạo mạn thiên hại. Thần hồn của Lạc Khuynh Thành lên trước một bước, tiến vào trong cơ thể. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra khỏi đại điện, Vương Thần Cương mau chóng đi đến, cậu nhóc Diệp, tình hình thế nào?
Cậu tìm được thần hồn của cô Lạc chưa? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại sư tỷ rất có thể là người luân hồi, thần hồn của cô ấy không ở trong đài đoạn hồn. Người luân hồi. Vương Thần Cương cũng ngẩn người. Diệp Bắc Minh cau mày, những người khác đâu? Vương Thần Cương nói, tôi không biết cậu còn lâu lâu nữa mới có thể ra ngoài, cho nên bảo họ về học viện viễn cổ trước rồi. Nhà họ Phó nhằm vào cậu, bây giờ không biết nhà họ Diệp tình hình thế nào. Những người có liên quan đến cậu ở lại học viện viễn cổ vẫn an toàn hơn. Diệp Bắc Minh nhìn Vương Thần Cương, cảm ơn tiền bối. Vương Thần Cương cười, chẳng phải là vì muốn nịnh bợ tên nhóc cậu ư, chỉ cần có cậu ở học viện viễn cổ. Cho dù làm nhiều hơn nữa cũng đáng nghị. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa, đi thôi, chúng ta cũng về học viện viễn cổ. Được. Hai người mau chóng rời đi, vừa rời khỏi thành Thiên Dung. Một luồng khí tiêu sát khủng bố từ trên trời giáng xuống, cùng với một bàn tay khô gầy nghiền áp xuống. Cậu nhóc Diệp, cẩn thận. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Phập. Diệp Bắc Minh trực tiếp bay đi, phun một ngụm máu tươi trong không trung. Đập mạnh xuống đất. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không phản ứng lại. Cậu nhóc Diệp. Vương Thần Cương xông đến, dìu Diệp Bắc Minh đứng lên. Liền sau đó, đám người Phó Toàn Thịnh từ trong bóng tối đi ra, một ông lão áo xanh đứng phía trước. Hốc mắt sâu hóa âm, sống mũi khô gầy. Hàm răng càng nát, giống như một cái xác khô, cậu chính là Diệp Bắc Minh phải không? Tôi cho cậu thời gian ba hơi thở để suy nghĩ, giao ra thanh kiếm mà cậu sử dụng, theo tôi về nhà họ Phó. Hoặc là, bây giờ tôi nghiền chết cậu giống như nghiền chết một con kiến. Rồi mang thanh kiếm đó đi. Ban 2, 1, chọn đi. Cảnh giới chân thần đỉnh phong. Vương Thần Cương như thấy đại địch trước mắt, mí mắt giật mạnh, ông là Phó Thí Thiên. Một trong năm vị lão tổ của nhà họ Phó. Ông lão giống như xác khô cười ngạo mạn, Vương Thần Cương, ông còn nhận ra lão phủ hả? Rất tốt. Xem ra học viện viễn cổ vẫn không kém đến mức phi lý. Đã nhận ra lão phu, còn không mau cút đi. Vương Thần Cương bất chấp lên tiếng, tiền bối, người này là người của học viện viễn cổ tôi. Phó Thí Thiên lạnh lùng cười, lão phu có bảo cậu giải thích không? Cút. Giơ tay đập một cái. Một cánh tay lớn màu xanh đáng sợ đè xuống. Vương Thần Cương bay đi tại chỗ, phun ra ngụm máu tươi. Cơ thể như nứt ran. Diệp Bắc Minh xông đến, tiền bối, ông thế nào rồi? Sắc mặt Vương Thần Cương tái nhợt, mau chóng nói, cậu nhóc Diệp, Phó Thí Thiên đến vì cậu, chốc nữa tôi giữ chân ông tai. Bây giờ cậu về thành Thiên Dung với tốc độ nhanh nhất, nhà họ Phó ông ta tuyệt đối không dám ra tay ở thành Thiên Đăng Gồ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không được, tiền bối, ông sẽ chết đấy hỉ. Nơi này cách thành Thiên Dung không xa, chúng ta nhất định có thể an toàn quay lại. Vương Thần Cương quay đầu, nhìn về hướng thành Thiên Dung một cái. Khoảng cách ngàn mét, lại như rãnh trời. Ông ta cười, lắc đầu, cảnh giới chân thần đỉnh phong, chúng ta không có cơ hội. Cơ hội duy nhất, là tôi giữ chân ông ta, cậu chạy đi. Diệp Bắc Minh gào lên trong lòng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ra tay giết tên chó Phó Thí Thiên này cho tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, cậu nhóc, thành Thiên Dung có liên hệ với thần giới, bản tháp đã cảm nhận được. Ít nhất có hàng chục thần niệm cảm ứng thành Thiên Dung mọi lúc mọi nơi, một khi bản tháp ra tay. Cậu có tin trong vòng 10 hơi thở, sẽ có mấy chục người khủng bố hơn Phó Thí Thiên gấp vạn lần đến không? Đến lúc đó đừng nói là cậu, ngay cả bản tháp cũng phải xong đời theo. Trái tim Diệp Bắc Minh trùng xuống đáy, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Bắc Minh, Vương Thần Cương cười, cậu nhóc Diệp, chết thì có gì đáng sợ? Vương Thần Cương tôi đã sống 17.000 năm, chưa từng gặp thiên tài như cậu. Nếu cậu chết mới là tổn thất lớn nhất của học viện viễn cổ, hứa với tôi, cậu nhất định phải sống. Diệp Bắc Minh đỏ con mắt. Từ thế giới cao võ đến đại lục Tam Thiên. Các thế lực tông môn khác trong lúc đối xử tốt với anh, đồng thời cũng đều tính kế anh. Một khi được biết tin anh ngã xuống, hoặc là đã chết. Người thân bạn bè của anh sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Chỉ có học viện viễn cổ lựa chọn bảo vệ người thân bạn bè của anh. Thậm chí, Vương Thần Cương còn tình nguyện chết vì anh. Ân tình này, không gì báo đáp nổi. Tiền bối. Diệp Bắc Minh chấn động trong lòng.
Vương Thần Cương hít sâu một hơi, cậu nhóc Diệp, tôi nằm mơ cũng muốn nhận cậu làm đệ tử. Lão Phu hỏi cậu lần cuối cùng, cậu có đồng ý bái tôi làm thầy không? Diệp Bắc Minh không hề do dự quỳ xuống, sư phụ trên cao, nhận của đồ nhi một lạy. Phó Toàn Thịnh cười chế nhạo, ôi ôi, đã lúc này rồi còn bái sư. Đúng thật là sư đồ tình thâm, chỉ đáng tiếc, duyên phận sư đồ hai người chấm dứt tại đây rồi. Ha ha ha, Vương Thần Cương kích động cười lớn, khuôn mặt vốn trắng bệch có chút hồng hào, tốt, tốt, tốt. Đồ nhi ngoan mau đứng lên. Hôm nay Vương Thần Cương tôi dù có chết, cũng không còn gì tiếc nuối. Vừa dứt lời, Vương Thần Cương đột ngột ra tay. Một tay tóm lấy bả vai của Diệp Bắc Minh, ném anh về hướng Thành Thiên Dung. Cậu nhóc, hãy sống thật tốt. Một tiếng gầm thét, chủ động xông về phía Phó Thí Thiên. Sư phụt, lòng Diệp Bắc Minh trầm xuống đáy vực, rơi xuống hàng trăm mét. Lúc này, chỉ cần một ý nghĩ của anh là có thể tiến vào Thành Thiên Dung. Ông muốn chết hả? Phó Thí Thiên nổi giận, một cánh tay bóp chặt cổ của Vương Thần Cương, cảm giác khó thở truyền đến. Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu bước vào Thành Thiên Dung một bước, lão phu sẽ cho ông ta thần hồn tiêu tan. Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn chằm chằm Phó Thí Thiên, thả sư phụ của tôi ran. Phó Thí Thiên không nói nhiều, búng ngón tay. Phụt! Đan điền của Vương Thần Cương nổ tung. Vãi! Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói, Diệp Bắc Minh, đi vào Thành Thiên Dung đi. Ngư Thất Tình nghe thấy động tĩnh ngoài thành, lại rời khỏi thần điện, phá lệ đến cổng Thành Thiên Dung. Lúc nhìn thấy Ngư Thất Tình, Phó Thí Thiên cau mày, các người cũng muốn quản chuyện của huyền giới sao? Đôi mắt Ngư Thất Tình lạnh như băng, nếu ông đi vào Thành Thiên Dung, thì đó là chuyện của Thành Thiên Dung. Phó Thí Thiên cất giọng uy hiếp, Diệp Bắc Minh, anh còn do dự một giây, lão phu sẽ cho ông ta nổ đầu. Vương Thần Cương hư yếu lên tiếng, cậu nhóc Diệp, đừng. Mau vào Thành Thiên Dung đi. Diệp Bắc Minh cắn răng, sư phụ, xin lỗi, đồ nhi phải làm ngược lại mệnh lệnh của người rồi. Bước ra một bước đi về phía Phó Thí Thiên, Ngư Thất Tình sốt ruột, Diệp Bắc Minh, anh điên rồi hả? Ông ta là cảnh giới chân thần đỉnh phong, anh đang nộp mạng đói. Bất luận Ngư Thất Tình lên tiếng thế nào? Diệp Bắc Minh như không nghe thấy, vẫn bước đi từng bước. Khi anh còn cách Phó Thí Thiên khoảng trăm trượng, tôi đến rồi, thả sư phụ tôi ra. Phó Thí Thiên cười, nhóc con, hôm nay lão phu giúp sư phụ cậu dạy cậu một chiêu. Vĩnh viễn cũng không được tin lời của kẻ địch, mạng của sư phụ cậu, tôi lấy rồi. Mạng của cậu, tôi cũng lấy. Năm ngón tay tóm đến. Phập, một làn xương máu nổ tung. Vương Thần Cương hoàn toàn biến mất. Sư phụ, vãi, vãi, vãi. Diệp Bắc Minh tức giận gào thét như thú hoang, rút kiếm càn khôn chấn ngục ra, chém về phía Phó Thí Thiên như phát điên. Ngư Thất Tình lo đến suýt nhảy lên, Diệp Bắc Minh, anh làm gì hải? Lão Thẩm ở một bên lắc đầu, tên nhóc này hết cứu rồi, quá kích động. Phó Thí Thiên thấy Diệp Bắc Minh chủ động giết đến, vừa tức vừa buồn cười, ngu xuẩn. Đình Nhi lại bị tên ngu xuẩn này giết. Bàn tay khô gầy giơ lên, đập một chưởng về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Choang, một tiếng vang lên. Diệp Bắc Minh tê tay, trong lúc bay ra còn phun ra một ngụm máu. Phập, một tiếng đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng dường như nổ tung, thực lực của cảnh giới chân thần, vô cùng khủng bố. Phó Thí Thiên cúi đầu nhìn bàn tay một cái, lại xuất hiện một đường nứt máu. Vẻ mặt Phó Toàn Thịnh biến sắc, làm sao có thể? Tên nhóc này lại có thể để lại một đường dấu tích trên người lão tổ. Phó Thí Thiên nheo mắt, cảnh giới hư vương đã có thực lực như vậy, thực sự không để lại được. Đang định giơ tay giết Diệp Bắc Minh, đột nhiên. Diệp Bắc Minh thét một tiếng, cầm kiếm càn khôn chấn ngục chậm rãi đứng lên. Xương cốt lốp ba lốp bốp vang lên, phía sau vút lên ma khí ngút trời, ông thật đáng chết. Cậu còn có thể đứng lên. Phó Thí Thiên hơi bất ngờ, sau đó cười, con kiến hơi mạnh một chút cũng chỉ là con kiến thôi. Chỉ khác mỗi dùng một chân dẫm chết với dùng hai chân dẫm chết thôi. Giết! Diệp Bắc Minh dùng hết sức mạnh toàn thân điên cuồng xông lên. Phó Thí Thiên ngưng tụ sức mạnh, cảnh giới chân thần đánh ra toàn lực. Phập, cả bầu trời đều rung lên, nhật nguyệt mất ánh sáng. Ây ai! Diệp Bắc Minh cũng không nhịn được, kêu thảm một tiếng xé tim xé phổi.
Lục phủ ngũ tạng gần như rách nứt, xương cốt trên người cũng phát ra tiếng gãy rắc rắc rắc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không thể ra tay, anh đã dùng cơ thể để chống lại đòn tấn công toàn lực của cảnh giới chân thân. Diệp Bắc Minh Hồ, Ngư Thất Tình kinh hãi kêu lên một tiếng, ôm chặt cái miệng nhỏ. Cô ta không nghĩ ra rốt cuộc là sức mạnh và dũng khí gì khiến Diệp Bắc Minh dám dùng thực lực cảnh giới hư vương chống lại cảnh giới chân thân đỉnh phong. Lão Thẩm ở một bên cũng khẽ biến sắc, tên nhóc này. Đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng, dũng khí đáng mừng, tiếc là sắp chết rồi. Lúc này, Diệp Bắc Minh nằm dưới đất. Thoi thóp thởi. Ngón tay khẽ động, mấy lần muốn tóm lấy kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Nhưng bất luận thế nào cũng không làm được. Cảm giác cái chết ập đến, nổi lên trong lòng. Tiểu Tháp, tôi sắp chết thực sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận nói, vãi. Nếu cậu chết, bản tháp cũng không cần phải tồn tại nữa. Thôi vậy, bản tháp liều luôn, cùng lắm là thu hút toàn bộ họ đến. Bản tháp ra tay, thay cậu giết Phó Thí Thiên. Lúc Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sắp ra tay, nơi sâu nhất trong nghĩa địa hỗn độn. Một trong số bia mộ của Tam Hoàng Ngũ Đế sáng lên. Hậu nhân hoa tộc ta, hy vọng duy nhất của hoa tộc thượng cổ, đâu thể chết ở nơi này. Cảnh giới chân thần nhỏ bé, cũng dám hỗn xược trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế. Diệp Bắc Minh, mượn dùng cơ thể của cậu. Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đều ngẩn người. Lúc này, Phó Thí Thiên bước đến trước người Diệp Bắc Minh, cúi nhìn anh từ cao xuống thấp, bây giờ biết con kiến là thế nào chưa? Cho mày nhảy nhót, chỉ là vì thần mình vẫn chưa ra tay. Một khi thần minh ra tay, nổi trận lôi đình, con kiến há có thể sống được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đờ đẫn. Phó Toàn Thịnh ở một bên cười, phế vật, tôi vẫn thích cái vẻ bướng bỉnh không khuất phục của cậu hơn. Lúc cậu ở Huyền Các, chẳng phải khí thế ngút trời đó sao? Lúc cậu ở ngoài sơn môn nhà họ Diệp, chẳng phải rất bá đạo sao? Sao bây giờ giống như tàn phế? Đứng lên, cậu đứng lên, bỗng nhiên. Vẻ đờ đẫn trong ánh mắt Diệp Bắc Minh biến mất, thay vào đó là tia lạnh lùng. Nắm lại năm ngón tay, tóm lấy kiếm Càn Khôn Chấn Ngục ở một bên. Trong tích tắc, một đường kiếm mang vô cùng chói mắt bùng phát. Phụ! Không ổn! Khuôn mặt già của Phó Thí Thiên biến sắc, đường kiếm mang chém xuống đầu của ông tan. Kiếm mang lóe lên rồi vụt tắt. Phó Thí Thiên vừa giơ tay lên, lại dừng trong không trung, dường như bị thi triển định thân chú. Lão Tổ. Phó Toàn Thịnh nghi hoặc nhìn Phó Thí Thiên, nghĩ thầm làm sao Lão Tổ không động đậy. Liền sau đó. Phụt. Giữa đôi mày của Phó Thí Thiên nứt ra một đường, kéo dài đến mũi. Sau đó là miệng, cổ họng, lồng ngực, bụng. Cơ thể lại chia thành hai, đổ sang hai bên. Phó Thí Thiên, chết. Lúc này, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả như dừng lại. Phó Toàn Thịnh nhìn tất cả, con người suýt lồi ra. Trái tim sợ đến ngừng đập. Một lát sau, Phó Toàn Thịnh kêu thảm một tiếng, a, Lão Tổ, a, Lão Tổ chết rồi. A, mày là cái gì hả? A, Phó Toàn Thịnh như phát điên. Sợ đến ngồi phệt xuống đất, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Không ngừng lùi lại như chó chết, điên cuồng bò dưới đất. A, Lão Tổ chết rồi, Lão Tổ chết rồi. Những người còn lại nhà họ Phó nhìn thấy cảnh này. Người nào cũng tháo chạy như phát điên. Trong phút chốc, biến mất không còn bóng dáng. Trong thành Thiên Dung, cơ thể của Ngư Thất Tình run lên, anh ta. Anh ta đã giết Phó Thí Thiên. Lão Thẩm, ực ực. Một lúc nuốt mấy lần nước miếng, làm sao anh ta làm được? Cơ thể Lão Thẩm ở một bên cứng đờ, điên cuồng dụi mắt. Như nhìn thấy quỷ, sợ đến gần như ngừng thở. Nói thật. Ông ta chỉ thấy Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng chém một đường kiếm xuống. Thậm chí đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.